À, hôm trước mình đã học xong 3 bài khóa đầu tiên rồi đúng không? Ừ, trên theo mình chi chi sang ti sư khớ ti ủ khơ vấn nhá. Rồi xem nào, mình xem khai xa sâm sứ. Ti đây chúng ta có động từ gì đấy ạ? Qua. Ừ, qua nhá, chi cơ tung sứ ạ. Mang nghĩa là treo cái gì đó. À, treo cái gì đó. Qua. Rồi, đọc cho cô. Có ai đọc được cho cô này không? Đọc cho cô này xem nào. Mình nhờ Phương Anh. Bà chưa chan chuyến trao Phú phú à, thì đọc là chén phú trang phú. qua trai khưa thinh lý ba Ừ, chén trang phú là什么? Chén trang phú là như kiểu một dạng ảnh gia đình nhé các bạn nhé. Khi mà các bạn có thấy là ở Việt Nam của chúng ta ấy, nhiều gia đình là kiểu chúng ta cứ đi chụp ảnh kiểu khi nào mà có đầy đủ hết tất cả các thành viên đúng không? Nó chụp đầy đủ các thành viên trong gia đình đấy. Đấy thì những cái bức ảnh như thế người ta gọi đấy là chén trang phú nhé. Ừ, ảnh gọi là ảnh gia đình đúng không? Vậy câu này là gì đấy ạ? Hãy treo bức ảnh gia đình này ở trong phòng khách. Đấy, thì ở đây mình sử dụng cái từ qua nhé. Thường cái từ qua này có thể người ta sẽ hay sử dụng theo kiểu dạng như là gì ạ? Câu chữ bản nhiều nhé. Bản sớm mơ qua chai ná lì, tức là gì ạ? Treo một cái đồ gì đó ở đâu. Đấy thì ta hay dùng cái kết cấu câu chữ bản. Câu số 2 nào? Câu số 2 là gì đây ạ? Đọc cho cô câu số 2 xem nào. Quỳnh nào. Trung của đàn trai trai gì ạ? Tôi là đọc là gì có ai biết không? Nguyễn Xiao Chía. Nguyễn Xiao Chía, Chuân Chía tặng chưa xưa Chía rư sứ chẳng sáng bạ tân tân lúng qua trai mấn khẩu. Có hiểu câu này không? Nguyễn Xiao Chía là ngày gì ạ? Người ta gọi là Tết Nguyên Tiêu nhá. Ngày À, núng ly y yue sứ ủ hao chiêu sư Nguyễn Xiao Chía. Người Trung Quốc lấy ngày mình gọi là ngày rằm tháng giêng đấy, rằm tháng giêng. Ở Việt Nam mình hay gọi là rằm tháng giêng thì người Trung Quốc sẽ gọi đây là Yuan Xiao Chía, mình hay dịch là Tết Nguyên Tiêu nhé. Trung Quốc này gọi là Tết Nguyên Tiêu. Người ta ăn Tết Nguyên Tiêu này cũng rất là to luôn, à, rất là to luôn đúng không? Vậy tân lúng là cái gì? Tân lúng cho sớm không? đèn lồng à? Ừ, cái đèn lồng đúng không? Vậy câu này hiểu như nào? Người Trung Quốc thì vào cái lễ Nguyên Tiêu hoặc là Tết thì thường treo lồng đèn ở cửa nhà. Ừ, rồi đúng rồi, được chưa nhỉ? Đấy, nhá, như vậy là gì đây ạ? Chúng ta có cái từ qua đúng không? Đấy, thường qua nhớ là hay đi với câu chữ bản nhiều nhá. Xe túi đen nào, đọc lại hai câu này một lần nữa cho cô Kiên. Bà chưa chưa chào chưa À, chen cha trai chuyển mà. cha có nghe thấy Ờ, sao nhìn hai xẻo lờ, âm thanh nhỏ lắm. chưa chưa cha chuyển chuyển Chén tra cha phú nhé, chén phú tra phú. chuyển cha phú qua trai khưa thinh tỷ ba Ừ. Trung Quốc lớn trai Nguyễn Xiao chuyển Chía, hay xeo chuyển chía chía. chuyển xeo chía chuyên chía tổng chưa xưa chế rư sứ tráng tráng bà tân lúng qua trai mấn Ừ, rồi ok, là như vậy chúng ta có động từ qua đúng không? Treo. Hay là gì ạ? Trong cái bài này, trong cái bài khóa này nó sẽ xuất hiện một cái câu như thế này. Đọc cho cô câu này xem nào, Quỳnh Trang. Yǒu xiě tóng xuě bǎ míng tiān hě xiàng lái guà chài chuǐ biān. Ừ, ở đây chúng ta có kết cấu đó là qua chai chửi bên nghĩa là sao? Chửi nghĩa là gì ạ? Miệng. Ừ, chửi có nghĩa là cái miệng đúng không? Vậy thì qua chai chửi bên thì mình hiểu chỗ này là như thế nào? Là treo ở trên miệng à? Có dịch treo trên miệng không? Tức là gì ạ? À, ý ở đây mình sẽ hiểu, sẽ phải hiểu theo nghĩa chuyển nhé, hiểu theo nghĩa chuyển. Ở đây mình sẽ dịch là có một số bạn học sinh đúng không, cứ luôn luôn đấy, à, cái từ mà qua trên chuyển bên mình hiểu là gì, tráng tráng xua đúng không, y khai khẩu chiêu xua chưa cơ xứ, tức là cứ thường xuyên nói hay là cứ mở miệng là sẽ hay nói cái câu này đấy, thì hay mình hay gọi là câu cửa miệng trong tiếng Trung đấy, hiểu chưa? À, nhá, như vậy cái từ qua trai chuyển bên không được dịch là treo ở trên miệng được đúng không, tức là lúc nào nó cũng ở, tức là kiểu như là cứ phát ngôn ra một cái là chúng ta đã nói cái câu này rồi đấy, mình hay gọi là câu cửa miệng. Đấy thì người ta có thể là sử dụng cái kết cấu này nhá, qua trai chuyển bên đúng không? Đấy. Rồi ok. Tiếp theo nào, chúng ta có từ gì nữa ạ? Thúng chính ạ. À, thúng chính. Thúng chính này thì thường chúng ta có thể sử dụng một danh từ đúng không? Đồng cảm hoặc là đồng tình.
sự đồng cảm, đồng tình đấy. Đọc cho cô câu này xem nào. Ờ, gì nhở? Xẻo xén nào. Nghỉ trưa răng chua bú tan chơi hâu sấn mơ sư dễ chua bú phát. Ở chỉa khái tẩy bú tao bìa rấn tợ thúng chính. Ừ, nhá, tuệ hãy tứa bú tao, chỗ này phải lên được là hãy tứa bú tao bìa rấn tợ thúng chính đúng không? Nghĩa là sao nhỉ? Những việc như này bạn bạn làm như thế này không những bạn làm như thế này bú tan là cấu trúc không những mà còn đấy, bú tan sớm hơn sớm hơn ở chỉ ở như vậy, không những mà còn vậy, không những làm sao, không những sau này việc gì cũng không thể hoàn thành mà còn làm cho người khác không cảm không đồng tình. Từ bú tao tức là không đạt được cái gì đó đúng không? Vậy mình sẽ dịch như bình thường thôi. Vậy sẽ là gì? Bạn làm như vậy không những cuối cùng việc gì cũng không thành, mà hơn nữa còn không có được hay không đạt được cái sự đồng tình của người khác hay là sự thông cảm cũng được. Cái từ thúng chính còn dịch là thông cảm, đồng cảm cũng được. Đấy, hiểu cái chữ này chưa? Thì chúng ta có từ thúng chính đúng không? Đấy nhá. Ờ, trai túi Ben nào, đọc lại lần nữa cho cô nào, gì nhở, ăn lén nào Liên. Thúng chính, mỉ chưa giang chua bụt tan, chơi hơi sở mơ sư, dễ chua bụt bu trống, ở chả hải tờ bụt tao, bìa rấn tợ thúng chính. Ừ, rồi, ok. Chi suy nào, chúng ta có động từ thuê. Cô tắt cái này thì cô xe lại cho nó đỡ bị ở kia lên. Rồi, thuê chứ chẳng mấy sự nhỉ? Chứ chỉ có tung xứ nhá. Đây là một động từ biểu thị là gì đây ạ? Thứ nhất là hành động đúng không? Chúng ta dùng tay để đẩy một cái vật gì đấy. Đẩy một cái vật gì đấy nhá. Thì gọi là thuê. Đấy, ví dụ như là gì đây? Chúng ta đi vào cửa đúng không? Đọc cho cô này xem nào. Cô này nghĩa là gì đây? Hiền lớn nào. Ý bảo yêu viên tận na cơ mấn hơi chim lái chiêu xính. Ừ, giống như sự nhỉ? Bạn đẩy cái cửa bên phải vào là được rồi. Đúng rồi, cứ đẩy cái cánh cửa ở bên phải vào bên trong ấy, đúng không? Là được, đúng chưa? Hay là bạn đẩy cái cánh cửa bên phải là được. Ừ, đấy. Như vậy là khi mà chúng ta đi vào nhà mà đặc biệt là có cửa kính ấy, đúng chưa? Người ta hay có cái chữ đó là thuê đấy. Thuê tức là gì? Khi mà nhìn thấy cái cánh cửa bên nào mà người ta dán cái biển là thuê, tức là chúng ta phải đẩy vào thì mới mở được, chứ đừng kéo ra đúng không? Kéo ra đấy nhá. Chúng ta có từ thuê, đẩy vào cái gì đấy. Ngoài ra này, thuê còn biểu thị làm sao? Chúng ta trì hoãn một cái việc gì đấy chúng ta chưa hoàn không hoàn thành ngay lúc đó. Đấy, thuê này còn biểu thị theo kiểu dạng là trì hoãn một cái việc gì đó, chúng ta để sau chúng ta mới làm, hay là làm tiến hành làm muộn đúng không? Không làm ngay thời điểm đó thì gọi là thuê nhá. Ví dụ như câu này, bắt đầu câu này, đọc cho câu này xem nào. Anh Huy nào, chị Ngọc. Xin xin đề sư chính xin xin nhiều quán chứng bố yêu thuê tao mình thiên. Đây như vậy lúc này hiểu nghĩa chuyển đó là việc của ngày hôm nay thì hôm nay cần làm xong, đừng để đợi đến ngày mai. Đúng rồi, như vậy ý ở đây có nghĩa là chúng ta cứ đẩy lùi đấy đúng không, đẩy lùi sang ngày mai hay lùi sang ngày mai đúng không, hay để đến ngày mai cũng được đấy nhá, vẫn ý là như vậy thôi. Vậy chúng ta có từ thuê. Bạn có nhớ từ máy bay không, chúng ta hay có từ đó là thuê chứ đấy. Thuê tức là đẩy lùi đúng không? Chứ là trong từ chứ tao đấy, đến muộn đấy, được chưa? Như vậy là thuê chứ mình hay dịch là delay đấy, tức là gì? Nó hoãn cái chuyến bay đến lại muộn hơn so với giờ quy định đúng không? Thì gọi là thuê chứ. Đấy nhá, thì nó chính là dùng trong cái từ này. Đó, che túi Ben nào, đọc lại hai câu này một lần nữa cho cô nào. Xin mời ai đây? A Lính nào, Linh. Nghĩ bà chủ Ben tỏ ra cơ mấn. Chiêu bên tợ na cưa mấn thuê chỉ lái chiêu xính. Chín thiên tợ sư chính chín thiên yêu hoàn chứng bú yêu thuê tao mình thiên. Bú yêu thuê tao mình thiên đúng không nhá. Rồi, ok, vậy chúng ta có từ thuê. Tiếp theo nào, chúng ta có từ trung tiện. Trung tiện ở đây thì có thể sử dụng như một danh từ nhá, biểu thị cái gì đấy ạ? Biểu thị cái ý gì đấy là trọng điểm, tức là ý chính đấy, đúng không? Đó, những cái gì là trọng điểm, những cái gì là ý chính, những cái gì là ý chủ yếu thì mình gọi là trung tiện. Hoặc đôi khi có thể dịch là chuyên cũng được nhá.
chuyên trong ngữ cảnh nào? Ví dụ đây, chúng ta sẽ có một vài ví dụ như thế này. Đọc cho cô câu số 1 xem nào. Ví dụ số 1 là gì đây ạ? Xin mời chị nhỏ Quỳnh Trang. Phụ xí tạo nơi rúng thay tua lơ. Của mang yêu chảo tạo trung tẻ. Ừ, nghĩa là sao nhỉ? Nội dung cần ơn tập nhiều quá đi mất. Chúng ta cần phải tìm được cái ý chính. Ừ, ý chính hay là gọi là cái trọng điểm thôi đúng không? Hay gọi là phu xí trung tẻ thôi. Chúng ta chỉ ôn tập những cái trọng điểm thôi. Đấy thì gọi là trung tẻ. Đấy, đúng rồi. Hay ví dụ câu số 2 nào. Ừ, câu số 2 là cái gì đây? Có ai biết không? Ờ, xin mời bạn đọc với cô nhé. Phương Anh. Đi đĩa. Rau chợ xua đúng không? Rau chợ xua nghĩa là sao? Rau chợ xua, xua trung tiền ba. Ừ. Chúng ta còn nhớ lần trước học sơ cấp 2 có từ rau lu là đi đường vòng không? Vậy thì cứ cái gì mà rau mang tính chất là gì? Chúng ta cứ vòng vo ấy ạ, chúng ta không đi vào cái chủ đề chính đúng không? Thì gọi là rau chợ xua nhá. Vậy ý là sao? Bạn đừng có gì? Bạn đừng có nói lòng vòng, hãy nói vào ý chính đi. À, vậy đúng rồi, hay bạn đừng có nói vòng vo nữa đúng không? Cứ nói vào ý chính đi, nói vào trọng điểm đi đúng không? Ừ, đấy nhá. Hay là đây, ví dụ là gì ạ? Chúng còn có thể dịch là chuyên nữa nhá. Trường, để nói về các trường chuyên nhá. Nên hay có các từ đó là từ gọi là trường trọng điểm đấy. Tức là trường chuyên. Đấy. Nhá. Ví dụ đây, đọc cho cô câu số 3 này xem nào. Xin mời Chèo Chén nào. Bỏ cho ý cơ trung ẻn, cao trung xế treo, xế xí. Ừ, nghĩa là gì đấy? Tôi học ở trường chuyên cấp 2. À, chuyên cấp 3 nhé, cao trung sẽ là à, chuyên cấp 3. Ừ, đấy, đúng chưa? Đấy, học ở trường chuyên cấp 3, tức là cái trường trọng điểm của cấp 3 đấy nhé. Đấy, vì chúng ta sẽ dùng từ trung tẻ, đúng chưa? Trai thứ event nào, đọc lại các cụm này một lần cho cô nào. Vì nhờ... Anh lén nào, Liên? Phu xí tạo nơi rốn thai tua là của mên đeo chào tao trung tẻ. Nghỉ bia... Rau chợ xưa là xưa trung tẻn ba. Và trai ý cơ trung tẻn cao trung sẽ trao sẽ xí. Ừ, rồi, ok. Đó. Hiền Anh nào, trai thứ bên. Cô xí tận nơi dùng thay tua là ổ mân yêu trào tao trung tẻn. Nghỉ bia rau chợ xưa là xưa trung tẻn ba. Và trai ý cơ trung tẻn cao trung sẽ trao sẽ xí. Rồi, hảo. Đấy, vậy chúng ta có từ trung tẻ. Chi suy là cái từ mạc khu nhé. Ừ, từ đọc là mạc khu. Cái từ khu đằng sau thì người ta hay đặt thanh nhẹ nhiều nên sẽ đọc là mạc khu nhé. Đừng đọc má khu, đọc là mạc khu đi. Đấy. Từ này sẽ sử dụng như một tính từ. Biểu thị cái gì thế ạ? Theo kiểu dạng là rất là cầu thả. Tức là làm cái gì nó cũng không được gọi là chỉn chu ấy ạ. Làm cái gì một cách rất là qua loa, lơ là, cầu thả hay là ẩu cũng được. Đấy, thì gọi là mạc khu nhé. Sơ sài này, qua loa, qua quýt này, cẩu thả, ẩu. Nói chung là tùy dịch thế nào cũng được. Đấy. Ví dụ đây, à, đọc cho cô câu này xem nào. Kiên. Sang khưa tạo sứ hâu giao nhân chân thinh, phú giao mã hu. Ừ. Nghĩa là sao nhỉ? Lúc mà học thì cần phải chăm chỉ nghe, đừng có lơ là. Ờ nhá, chăm chỉ nghe hoặc nghe một cách nghiêm túc đi. Theo cô chỗ này cái từ dân chân ngoài dịch là chăm chỉ, nó còn dịch là nghiêm túc nữa nhá. Vậy là gì? Khi mà chúng ta lên lớp chúng ta phải gọi là nghe bài một cách rất là nghiêm túc đúng không? Đừng có kiểu như là cứ gọi là lơ là đấy, mà lơ là đúng không? Rồi, học ví dụ câu số 2 nào. Quỳnh bé nào. Tha chua sần mơ sư chính tâu khẩn mà khu. Ừ, số ý mấy dạo từ tao khảo chứa của anh ta làm việc gì thì cũng cầu thả cho lên vì vậy là không đạt được cái kết quả tốt ạ. Ừ, rồi đúng không nhá. Rồi trai túi bên nào, tiền lớn nào, nó lại hai con này nữa cô. Mà khu sang khơi tạo sự hâu rao sân thân thân phú giao mà khu. Ta cho sở mơ sơ chính tâu khẩn mà khu chúa ấy mấy hiểu đứa ta hảo chứa của. Rồi, ok.
Nào, nào, của mình khai sa khư vấn nhé, đọc cho cô cái phần bài khóa này xem nào. Ai ghi đâu chị Ngọc nào, chị Ngọc đọc trước xem nào.有些同学经常把明天和将来挂在嘴边，将说作业明天再完成，下次考试一定好好的复习等等，这种态度会浪费时间，不但会让你到 最后什么事情都做不成，而且还得不到别人的同情，所以不要把什么事情都推到明天，一切从今天做起，就拿 来说吧，首先要注意课前聚习，找出第二天，找出第二天要学习的重点，其次 上课时要认真听，不要马虎。不能马虎。最后课后要记得复习，只要这样汉语就能越学越好，越说越自信。越说越自信，好，再读一遍呀，把它拿回来。 有些同学经常说明天和将来挂在嘴边，常说作业明天再完成，下次考试一定好好复习等等，这种态度会浪费时间，不但会让你最后什么事情都做不成，而且还得不到同情。 所以不要把什么事情都推到明天，一切从现在做起。就拿学汉语来说吧，首先要注意课前预习，找出第二天要学习的重点。其次，上课时要认真听，不能马虎。最后，课后要记。 要记得复习，记得复习，主要这样汉语就能越来越好，越学越好，越说越自信。别的同学呢，好，那看到，来，这个呢，是么呀？平常呢，有些同学经常把明天和将来挂在嘴边，常说。 作业明天再完成，下次考试一定好好复习等等。这种态度会浪费时间，不但会让你到最后什么事情都做不成，而且还得不到别人的同情。所以不要把什么事情都推到明天，一切从现在做起。就拿学习汉语来说吧。 首先要注意课前预习，找出第二天要学习的重点。其次，上课时要认真听，不能马虑马虎。最后，课后要记得复习。只要这样，汉语就能越学越好，越说越 自信，自信啊，不知道别的同学呢，满看喽。Ken，Ken到，Ken到，Ken过去哪？Ken，không còn đấy à？ Đây đây đây. 有些同学经常把明天和将来
qua trai chuẩy biên chán xua chua dê mình tiên trai quán chớ sa sư khảo sư ý tinh hảo hao phu xí tấn tẩn chưa chủng thai tu quay lãng lãng quay sứ chiên phủ tan quay giang lỉ tao chơi hâu sấn mơ sư chính tâu chua phu chấm ở chỉa hái á hái tợ tứa phú tao này là mà tứa phú tao tứa phú tao tấn tợ biệt ấn tợ thúng chính suy phú giao bả sấn mơ sư chính tâu quay tao minh thiên ý chia chúng sen trai chua chỉ chiêu lá suế han rủy lái xu sầu xiên giao chủ y khưa chiến duy xí chảo chua ti ơ tiên giao suế xí suế xí tận trung điển chí sư sang cơ sứ giao viên chân tinh phu lớn mã hu chơi hâu cơ hâu giao chi tớ phu xí chữ giao chưa ra han vĩ chiêu lớn duy suế duy hảo duy xua duy tự xin đây duy xua duy tự xin nào rồi bao gồm phan đi xa dịch cho cô đoạn này xem nào đây nào linh bé thử dịch cho cô xem nào có một vài người vài bạn học thì thường vậy cô dịch cái từ này này qua trai chuyển bên tức là gì? Thường hay có những cái câu cửa miệng đúng không? Hay là theo kiểu dạng là cứ mở miệng ra là gì đấy? Là nói những cái từ như là gì đây? Là nói ngày mai hay là tương lai? Thường nói là bài tập ngày mai sẽ hoàn thành. Sa sư khảo sư là gì? Vài lần... Khảo sư là gì? Khảo sư là kỳ thi đúng không? Như vậy sa sư khảo sư là gì? Vài lần thi thì sẽ sa sư mà sa sư là lần sau chứ kỳ thi lần sau kỳ thi lần sau nhất định sẽ ôn tập tốt thật tốt vân vân cái kiểu cái loại thái độ này sẽ lãng phí thời gian không chỉ khiến cho bạn cuối cho cái tao chơi hâu là gì đến cuối cùng đúng không đến cuối cùng làm sao sớm mất sư chính tao chung vu trắng là gì không thể cái việc đều làm không thể hoàn thành cái kiểu thái độ này thì sẽ khiến cho làm sao chúng ta sẽ rất là lãng phí thời gian, không những là khiến cho bạn đến cuối cùng việc gì cũng không hoàn thành được, mà hơn nữa còn làm sao nữa? Mà hơn nữa còn khiến cái tứ bú tao là không nhận được mà, tứ bú tao là không đạt được, không nhận được sự đồng cảm của người khác. Nên là nếu bú nhau không phải là nếu, đây là đừng nhá, đừng. Đừng cái gì? Bả sở mất sư chính tâu thuê tao mình thiên đó là sao? Cái câu này vừa lấy ở trong mấy cái câu ví dụ mỗi lúc nãy đấy. Thuê là gì? Thuê là đẩy lùi hay là để lùi đến ngày? Vậy sẽ nói như nào? Đẩy cái công việc gì đến ngày mai? Tất cả thì... Dịch như bình thường sao nào? Chúng xem trai là gì? Chua chỉ... chúng là từ hiện tại làm xong ui dịch này không được đâu nha đứng này không được đâu không được đâu chúng ta phải đọc thì đọc được rồi đúng không bây giờ phần mặt chữ nó không phải là vấn đề nữa nhưng mà làm sao lại phải dịch nữa đúng không cái này tức là chúng ta không dịch được nó không thể hiểu được đâu vậy làm sao chúng xen trai chưa chỉ tức là gì chưa là làm đúng không xen trai là bây giờ chúng là từ vậy ý là sao tất cả làm sao hãy gì hãy làm từ bây giờ. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ đi đúng không? Hay là hãy bắt đầu làm ngay từ bây giờ chứ đừng để đến ngày mai. Ý câu này là như vậy đúng không? Đấy. Tức là chúng ta sau khi đọc xong rồi nhá, phân tích từ xong rồi mình biết nghĩa của từng từ rồi thì mình phải hiểu một cách tổng quát xem nó là như nào đúng chưa? Tiếp theo cái gì nữa? Chiêu lá suối hai nghỉ lái xua là sao?
Ở đây cái kết cấu đấy, chúng ta có một cái kết cấu này này, đó là ná sớm mất sớm mơ lái xua. Đây cũng là một dạng mà khi chúng ta đưa ra một ví dụ nào đó nhá, thay vì nói là pỉ rú hay là lê rú xua đấy, thì người ta cũng hay dùng cái kết cấu này, ná sớm mơ lái xua, tức là ví dụ như là nhá, chúng ta sẽ đưa ra một ví dụ nào đó. Vậy là sao? Chiêu ná xuyến hay nghỉ lái xua ba, tức là gì? Chúng ta hãy lấy ví dụ từ việc học tiếng Trung, đúng không? Tiếng Trung. Là sao nữa? Đầu tiên là cần chú ý luyện tập bài trước, tìm kiếm tìm kiếm cái trọng tâm của trọng tâm cái gì? Tiêu thiên bình thường dịch là ngày thứ hai, đúng không? Ở đây thì mình có thể hiểu là cái ngày hôm sau ấy ạ, nhá, tức là cái ngày hôm sau mà chúng ta đi học ấy. Vậy thì làm sao? Giao xuế xí là phải học. Vậy trung tiễn là nội dung chính, đúng không? Hay là trọng điểm? Vậy sẽ nghĩa là gì? Đến ngày thứ hai thì hãy tìm cái trọng điểm của bài học. Không phải là đến ngày thứ hai nhé, mà phải dịch là gì? Tìm ra những cái nội dung chính mà chúng ta cần phải học ở cái buổi học ngày hôm sau. Trong trường hợp này, cái từ ti ơ tiên mình hiểu như vậy, được chưa? Gì nữa? Chí sư là gì? Thứ hai là khi mà lên lớp thì cần chăm chỉ nghe, không được lơ đãng. Cuối cùng là sau bài học thì cần nhớ luyện tập, chỉ cần như này thì tiếng Trung sẽ ngày càng tốt lên, ngày càng tự tin là hơn. Tự tin được chưa nhá? Đó, lấy đi. Đấy. Chú ý nhá, gì nhỉ? Về phải luyện dịch nhiều vào nhá. Dịch cái này chưa được đâu nhá Linh nhá. Đấy. Chứ mà luyện nữa vào. Chứ học này cũng không học lên được HK5 cơ. HK4 mà chúng ta không dịch trôi chảy được thì chắc chắn không bao giờ học nổi 5 luôn. 5 nó là một cái nó rất là vi diệu luôn đấy các bạn ạ. Đấy, nên là chúng ta 4 mà chúng ta chưa dịch nổi thì không thể học nổi 5 đâu. Cho các bạn học các bạn cũng sợ các bạn không học nổi cơ. Đấy, rất là kinh khủng đấy nhá. Nên là bây giờ phải tập dịch đi. Dịch cái này chưa được đâu. Bạn khác xem nào, dịch lại một lần nữa cái bài này cho cô xem nào. Thì đây. Nào cái Quỳnh đâu? Dịch đi, tập dịch đi. Nên nhỏ đi quên. Có một số bạn học thì câu cửa miệng thì hay nói là ngày mai hoặc là sau này ạ. Thường cái bài tập ngày mai thì lại không hoàn thành ạ. Sau thế là bị dịch, thế là ấy rồi, dịch thế thì là hơi bị gọi là xa quá rồi. Nó dịch như bình thường thôi, đúng không nhá? Có một số bạn học sinh ấy thì cứ mở miệng là gì đây, dùng các từ hay là nói những cái từ như là ngày mai hay là tương lai, đúng không? Rồi thì gì nữa ạ? Thường nói là gì, thôi bài tập thì cứ để ngày mai hãy làm. Chúng ta dịch làm sao cho nó đúng với lại cả cái thực tế chúng ta như thế mà, đúng không? Rồi thì gì nữa, nói cái gì nữa? Rồi sau lần thi sau thì nhất định sẽ ôn tập tốt ạ. Đó, tầng vân vân, đúng không ạ? Cái kiểu thái độ này thì cái kiểu thái độ này thì sẽ lãng phí thời gian, nhưng sẽ khiến những cái là cấu trúc cú tan sớm mơ ở chỉ mà không những khiến cho bạn sau này sẽ cái việc của bạn đều sẽ không kiểu không hoàn thành ấy, mà còn mà vẫn thông chính. Cái Linh nó vừa dịch một lượt rồi đấy, không nghe à? Thông kiểu đồng tình với người khác à? Không. Câu này thứ nhất là lúc nãy cô đã cho ví dụ rồi này, đúng không? Bạn Linh vừa dịch một lần rồi, giờ vẫn dịch chưa được thoát ra. Thế ngồi nãy giờ làm gì? Nào, để dịch là gì đây? Cái kiểu thái độ này đúng không thì rất là lãng phí thời gian, không những là khiến cho bạn đến cuối cùng việc gì cũng không hoàn thành được, mà hơn nữa còn không nhận được cái sự gì đấy, sự đồng cảm hay là đồng cảm khác, chưa? Vì vậy mà làm sao? Vì vậy là không lên à? Không nên để cái chuyện của ngày mai. Không nên để những cái việc của kiểu ngày hôm nay đều để đẩy đến ngày mai. Tất cả thì lên làm hiện tại, tất cả đều lên làm
Tất cả đều em làm. Thế đi thi văn được mấy điểm hả Quỳnh? Dạ. Thi văn được mấy điểm? Bình thường có được học được văn không? Ừ. Đấy. Cái câu này thôi mà cô thấy dùng văn này chết. Không biết là chúng mày không văn chúng mày được mấy điểm nữa. Dịch này thì chết thôi. Nào làm sao? Vì vậy tất cả mà. Cái em... À. Tất cả thì lên làm luôn hiện tại. Đấy nhá, vừa nãy câu này cô dịch rồi đúng không? Vì vậy chúng ta đừng để mọi việc gì cũng làm sao đủ đẩy lùi đến ngày hôm sau. Hãy bắt đầu tất cả mọi việc từ hôm nay, được chưa? Ừ, đấy nhá, ý là gì? Hoặc là từ bây giờ luôn đi cũng được. À, hãy bắt đầu tất cả mọi việc ngay từ bây giờ, chứ đừng có đẩy lùi đến ngày mai. Sao nữa? Chúng ta hãy lấy cái việc là gì? Hay là lấy ví dụ hãy lấy việc hay học tiếng Trung ấy. Lấy ví dụ việc học tiếng Trung thì đầu tiên thì phải chú ý chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Sau đó làm chuẩn kiểu chuẩn bị những cái kiểu trọng cái trọng điểm của cái bài học ngày hôm sau. Sau đó là thứ hai là lên lớp thì nghiêm túc nghe bài, không được lơ là. Và sau đó thì sau khi lên lớp thì nhớ ôn tập. Chỉ có như vậy thì tiếng Trung sẽ càng ngày học sẽ càng tốt và càng ngày nói thì sẽ càng tự tin. Rồi đấy, cái phần này gọi là ít nhất là nói ra người ta cũng hiểu được mình đang muốn nói cái gì đúng không, hay là gọi là nó cũng thoát ý được một tí. Tất nhiên là nó chưa phải là câu nó hoàn toàn trau chuốt, mà ít nhất là các bạn nói như vậy là người nghe người ta có thể là hiểu được. Ờ, như thế là nghe được rồi đúng không? Chứ còn có những cái câu các bạn dịch sang, tức là bên bản thân các bạn dịch còn chả biết là chúng ta đang nói cái gì nữa, thì chắc chắn người nghe sẽ không thể hiểu được đâu đấy nhá. Nên là về phải luyện dịch nhiều vào đúng không, chăm lên một chút nữa đi. Ngoài cái việc đọc ra, làm bài tập ra, chúng ta làm sao tập dịch đi. Dịch bây giờ chúng ta chưa nói được, nó viết ra đã đúng không ạ? Tập viết ra để làm sao mà gọi là cho mình kiểu như mình luyện văn ấy. Đấy, để luyện cho cái cấu tứ hay là cái câu cú cái thứ cho nó hay một tí đúng không? Chứ bởi vì sau này chúng ta đi làm, chúng ta học ngoại ngữ thì chủ yếu là để làm phiên dịch mà, chứ làm cái gì nữa đúng không? Nếu không dịch được thì, hoặc là dịch như thế này người nghe người ta không thể nghe nổi thì làm sao mà làm phiên dịch được đúng không? Đấy nhá. Nên là cái văn của bạn ấy phải làm sao kết cấu nó phải. Ủa, cô cũng không biết là bạn học văn như thế nào, cô nghe các bạn dịch cũng cười lắm ấy nhá. Đấy, những câu rất đơn giản như này thôi này. Đấy, mắng tỷ lần rồi đấy nhá. Không muốn mắng nữa đâu. Đấy, chị tự mà xem là mình học đến đâu đi nhá. Rồi, tiếp theo, đây chúng ta có từ cái gì rồi đây? Lẩm chinh. Ừ, lẩm chinh ạ, tính từ bình tĩnh. Rồi, hôm trước chúng ta học một cái từ đối diện với từ lẩm chinh, nó từ gì nhỉ? Nhớ không? Ai nhớ từ đấy không? Từ gì? Không ai nhớ chi tung, chi tung đúng rồi nhá. Chúng ta có từ chi tung đúng không? Ừ, đấy. Thì đối lập với lẩm chinh được chưa? Hay là cháo chí cũng được. Ừ, cháo chí cũng có thể là một từ đối lập với lẩm chinh cũng được. Hoa Anh nào, đọc cho cô câu này thế nào? Nghỉ bữa giao cháo chí lẩm chinh tẹn, chờ mơ sư tô khơi hiểu ban phả chia chuối. Câu này hiểu là gì? Bạn đừng lo lắng, bình tĩnh một chút, việc gì cũng đều cũng sẽ có cách giải quyết. Rồi ok rồi, bạn đừng có quá lo lắng đúng không, cứ bình tĩnh chút đi đúng không, việc gì cũng đều sẽ có cách giải quyết thôi, được chưa? Rồi ok, để chúng ta có từ lập trình nhá, tính từ bình thường thôi. Tiếp theo nào, trung sư. Trung sư này có thể sử dụng như động từ hoặc là danh từ đều được nhé. Trung sư, chú trọng hay là coi trọng hay là tập trung vào cái việc gì đó. Mình có thể dịch là chú trọng này, coi trọng rồi thì tập trung. Vậy ví dụ đây chúng ta sẽ có một vài các ngữ cảnh như thế này, chúng ta sẽ dịch như thế nào? Đọc cho cô số 1 xem nào. Gì nhờ Hiền Anh. Hiện tại, nǐ huǎi shì xuě shēng. 应该重视学习 其他方面以后再说吧 Nghĩa là sao? Là bây giờ thì bạn vẫn còn là học sinh nên chú trọng việc học tập, còn những cái phương diện khác thì để nói sau. Rồi ok, đúng rồi. Bây giờ bạn vẫn đang là học sinh đúng không? Ý là nên coi trọng hay là chú trọng hay là tập trung cũng được đúng không? Và cái việc học tập của chúng ta ấy. Đấy, tức là chúng ta dành thời gian hay là ưu tiên làm một cái việc gì đấy trước thì gọi là trung sư đúng không? Đấy, còn những cái việc khác hay là những khía cạnh khác thì để sau này hãy nói đúng không? Đấy nhá.
Hay ví dụ cô có câu số 2 này nữa này, xin mời bạn đọc cho cô câu số 2 xem nào. Chéo chén nào, hiền bé đâu? Thao cũng chưa cần hiểu. Thân sư. Thao cũng chưa là gì? Chứa lân xin. Chứa lân xin là cái gì? Tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm. Đấy. Ừ, thao cũng chưa cần hiểu chứa lân xin. Để khẩn dân chân số ý. Số ý lão. Lão bản khẩn trung si trung sư tha. Vậy câu này hiểu là gì? Anh ấy làm việc thì có rất có trách nhiệm, cũng rất là nghiêm túc, vì vậy ông chủ đúng không? Ông chủ cũng rất là coi trọng anh ta. Được chưa nhá. Rồi ok, ông chủ cũng rất là coi trọng anh ta. Rồi đọc lại hai câu này một lần nữa cho cô đi. Xin mời ai đây? Kiên nào? Hiện tại Lý Hải sư xuế sông, in cai trung sư xuế xí, chí tha phang miên, ý hâu chai xô ba. Tha cung chua hấn nhậu chứa nhân xin, nhé hẳn nhân chân, số ý lão bản, hẳn trung sư tha. Rồi, ok. Tiếp theo, chúng ta có từ gì đây ạ? Cảm, đúng không? Cảm. Cảm ở đây người ta được xếp vào dạng là động từ năng nguyện nhé. Động từ năng nguyện. Vậy cái từ này thì nó đã là động từ năng nguyện thì thường nó sẽ làm sao đây? Nó cũng sẽ hay đứng trước một động từ nào đấy đúng không? Biểu thị là gì đấy ạ? Chúng ta tự tin làm một cái việc gì đấy, hay nói cách khác là dám làm một cái việc gì đó, đúng không? Thì gọi là dám nhá. Rồi đọc cho cô câu số 1 xem nào, chị Ngọc nào. Của mình in cai bản nạ xia cản xua chân hoa tợ rấn tăng chấn gì đây chị không biết chữ này không biết gì đây tăng chứng trinh dự là cái gì cái gương tự cái gương đúng không cái gương chưa hoang trái nấng trí sứ pha sen chưa chỉ tờ chưa tiền dựa vào cấu trúc nào bả sớm mơ tăng chứng nhá đây là kết cấu ạ tức là gì coi cái gì đó là cái gì cũng được đúng không? Hay là xem cái gì đấy là cái gì cũng được. Vậy kết cấu này sẽ dịch như thế nào? Chúng ta nên coi bản thân là cái gương không? Là cái gương soi. Ở đây làm gì có từ nào từ chưa chỉ đâu mà là bản thân. La xiên cản xua chân khoa tạo rấn cơ mà cản đây là dám xua chân khoa là dám nói thật. Đúng rồi nhá. Như vậy là rấn mới là chính, vậy phải dịch rấn trước. Chúng ta nên gì đây? Chúng ta nên xem hay là nên coi những người mà dám nói ra những lời chân thật ý, giống như là một chiếc gương đúng không? Đấy nhá. Như vậy thì mới có thể làm sao đây? Phát hiện ra được là những cái khuyết điểm của bản thân mình. Như vậy mới có thể gọi là kịp thời phát hiện ra được những cái khuyết điểm của bản thân mình đúng không? Ý người ta nói là sao? Thường ấy, những người mà người ta nhận xét mình những cái rất là gọi là khuyết điểm, những cái gọi là thật lòng ấy, bình thường thì chúng ta có thể là nghe chúng ta cảm thấy làm sao? Không hay đâu, không khỏi gọi cảm thấy gọi có một chút gì đấy buồn hoặc khó chịu đúng không? Thậm chí là tự ái có những người là như vậy. Nhưng mà thường ấy, đó là gì đấy ạ? Những cái người ngoài khi người ta nhìn ra những khuyết điểm của mình mới là những cái rất là khách quan nhé, đúng không? Và thường sẽ là đúng, có nghĩa sẽ là đúng đấy. Nên là chúng ta làm sao đây ạ? Coi những cái người mà người ta dám nói những cái lời thật lòng đấy mới là gì ạ? Theo kiểu như chiếc gương, gương là gì? Thế là mình soi vào gương mình sẽ nhìn thấy bản thân mình đúng không? Vậy nghe những cái lời mà người ta gọi là gì đây? Người ta gọi là nhắc nhở mình đấy, những lời mà người ta nói không tốt về mình, khuyết điểm của mình thì chúng ta nên làm sao? Nên nghe, nên lắng nghe. Tất nhiên là mình lắng nghe mình có chọn lọc nữa, nhưng mà ý là nên lắng nghe những cái đấy để làm sao? Từ những cái đấy mà chúng ta mới phát hiện ra là những cái khuyết điểm của bản thân mình để làm sao đấy? Đi sửa chữa đúng không nhá? Chứ đừng bảo là ví dụ như người khác cứ nói mình khó nghe là mình, tức là người ta nói đang kiểu như là ghét mình, thực ra không phải đâu. Tùy, tức là mình sẽ phải nghe và chọn lọc và cũng sẽ phải xem là cái thái độ của người nói là như thế nào nữa đúng không? Nhưng mà ý là những cái lời góp ý của người ta thì chúng ta nên tiếp thu, còn nếu mà chúng ta không chịu tiếp thu mà lúc nào cũng cứ kiểu không chỉ thích nghe những lời hay ấy, thì không bao giờ chúng ta tốt được đâu. Đấy nhá, nên là đây là một cái câu cũng rất là hay đúng không? Câu số 2 nào, câu số 2 là gì đây? Xin mời bạn gì nhỏ. Hiền lớn nào. 小时候我总喜欢躺在床上看书，结果眼睛越来越不好，所以从那以后我就
u cản trai thảm trợ khan su là nghĩa là sao? Lúc nhỏ thì tôi thường thích đọc sách ở trên giường. Ở trên giường đọc sách, kết quả là mắt của tôi càng ngày càng không tốt. Do vậy là từ bây giờ thì tôi sẽ không dám nằm trên giường đọc sách nữa. Rồi, đúng rồi, tốt, đúng chưa? Tiếp đi San nào, câu số 3. Xin mời Liên. Nếu quả nì cản chân sử, tờ ở xua chú chư chỉ tuy nả phang bên bù léo chỉa. Bình bố xua mình chưa chỉ bị bìa rấn cha xem phản chưa yang chua cân nửng tớ tao bìa rấn tợ chân chung. Nghĩa là gì? Nếu như mà bạn dám nói ra được bản thân không hiểu rõ về phương diện nào, nó chứng minh rằng bạn kém hơn người khác, ngược lại như vậy thì bạn càng nhận được sự tôn trọng của người khác. Thấy chưa? Nếu mà bạn dám gọi là gì, thành thật đúng không, hay là gọi thành thật đi, thành thật nói ra những cái gọi là điểm mà bản thân mình, hay là tóm lại là những cái gì mà chúng ta chưa biết đúng không, những cái phương diện nào chúng ta chưa biết nhá. Đấy, tóm lại là gì, những cái gì mà chúng ta không biết mà chúng ta dám nói ra thì làm sao đây. Cái việc này ấy, nó không phải là gì thể hiện là chúng ta kém hơn người khác, mà là gì đấy ạ, ngược lại làm sao chúng ta cứ càng làm như vậy đúng không thì càng nhận được cái sự tôn trọng người khác. Ở đây là một cái khác, đây chính là gì, cái sự khiêm tốn đấy, đúng không ạ? Sự khiêm tốn nhá. Rồi ok, như vậy chúng ta có từ cản đúng không? Tiếp theo nào, chân chung, tôn trọng nhá. Từ này có thể sử dụng như động từ hoặc là danh từ cũng được nhá, tung xứ hoặc là mính xứ nữa này, có thể thêm danh từ cũng được. Tôn trọng ai hoặc là sự tôn trọng cũng được. Đấy, chân chung. Rồi, câu này đọc cho cô xem nào. Hoài Anh. Yêu sáng tế tao bìa rắn tợ chung chung. Của mân xem yêu chân chung bìa rắn. Nghĩa là sao? Muốn có được sự tôn trọng từ người khác thì chúng ta trước tiên phải tôn trọng người khác. Đúng rồi. Đúng không? Đầu tiên chúng ta phải tôn trọng người ta đã. Đúng không? Muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta đã. Được chưa? Đấy nhá. Rồi ok. Cũng giống như là gì đấy ạ? Xiang zú của ní xiang bìa rắn tuy ní hảo. Ní sổ xiang dễ yao xiang tuy bìa rắn hảo đã. Các bạn muốn người khác đối tốt với các bạn thì trước hết các bạn phải làm sao? Phải đối tốt với người ta đi đã. Đúng không? Chứ đừng bao giờ mong là gì người ta phải đối xử tốt trước với mình. Lúc đấy mình bắt đầu mới lại đi đối xử tốt với người ta nhá. Đừng nên có tư tưởng như vậy. Đúng không? Chưa cần biết là người đấy có đối xử tốt với mình hay không. Nhưng trước hết là gì? Mình cứ đối xử tốt với người ta đi đã. Thì chắc chắn là gì ạ? Người ta sẽ đối xử lại tốt với mình. Đúng không? Chứ đừng mong người khác phải đối xử tốt với mình trước đã, sau đó mình mới gọi là như kiểu trả lại nhá. Chúng ta không nên có tư tưởng như vậy, đúng không? Đấy nhá. Rồi ok, cũng giống như là làm việc cũng thế thôi. Các bạn cứ nhiệt tình thì đã, đúng không? Cứ dốc hết sức mình thì đã, làm việc gì cũng thế, cứ làm hết trách nhiệm đi thì chắc chắn là gì, người ta cũng sẽ hiểu ra điều đấy và sẽ người ta sẽ tự làm sao đấy hiểu được cái điều mà mình làm thôi. Đấy nhá. Rồi. Tiếp theo nào, chúng ta có từ gì đây? Đây, cái kết cấu này đấy ạ, ná sầm sầm lái xua, nó chính là trong cái bài khóa lúc nãy đấy. Cái câu này hay dùng để làm sao, cũng là một dạng gọi là biểu thị, là đưa ra một cái ví dụ gì đấy nhá. Mình hay dịch là lấy cái gì đấy mà nói, hay là lấy cái gì gì đó làm ví dụ đấy, thì mình dịch là ná sẩm sẩm lái xua. Rồi đọc cho cô câu số 1 xem nào. Gì nhỉ, ai đây? Hiền lớn nào. Chưa sư trao biên cẩn cơ rấn phù hợp công sư tạo giao chiếu ná tha lái xua. Ta bu chỉn chuyên ye, phù hợp chữ ye yêu cầu, ớt chỉa hái yêu công chúa chinh ye. Nghĩa là sao? Trong lần tuyển dụng lần này thì có rất nhiều người phù hợp với yêu cầu của công ty. Ví dụ như anh ấy không chỉ là chuyên ngành cũng phù hợp với yêu cầu mà còn có kinh nghiệm làm việc. Rồi ok. Tiếp. Tiếp theo nào, câu số 2, Quỳnh Trang. Cái bộ ba chấm thủy đấy thì nên đọc bộ ba chấm thủy sẽ đọc là san tén sủy nhá, san tén sủy. Đây, san là ba đấy, đúng không? Tén, tén là chấm đấy, có nhớ từ chấm không? Chúng ta hay nói là y tén ơ đấy, bài phân chữ y tén ơ là 1,2% đấy nhá, như vậy người ta gọi là san tén sủy, ba chấm thủy. Đấy, san tén sủy. Nếu của một cơ khan chữ chung hữu san tén sủy, chữ cơ bộ phân, sơ minh chữ cơ chữ tờ ý sư hấn khở nắng hứa sủy hữu quan si ná hứa liễu ạ. Đúng rồi, liễu sĩ chư, đúng không? Chư 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 chữ cơ chữ chư chữ cơ chữ lái xua tha mân đâu cân sủy hữu quan. Nghĩa là sao?
Nếu như trong một từ tiếng Hán mà có bộ ba chấm thủy thì điều này có thể nói rằng là cái ý nghĩa của cái từ đấy rất có thể có liên quan đến nước, ví dụ như là sông. Liếu ở đây bình thường có nghĩa là gì, có biết không? Liếu mà đúng một mình là động từ có nghĩa là chảy đúng. Đấy. Chảy thì chỉ có những cái gì mà gọi là dung dịch thôi đúng không? Thì mới có hành động chảy thôi đúng không? Ừ, đấy nhá. Vậy đã là chảy thì chắc chắn phải là dung dịch, mà là dung dịch thì phải là nước đúng không? Tức là liên quan đến nước. Hay là gì? Xỉ đấy. Xỉ là gì? Rửa đúng không? Ừ, rửa đấy. Hay là giặt gì đó thì những cái đấy đều phải dùng nước thì mới có thể giặt rửa được. Hay là gì ạ? Cái từ trư này nó như kiểu dạng gọi là nước ép ấy nhá. Trư gọi là một dạng nước ép, nước cất, nước cốt. Ừ, đấy. Thì làm sao? Chúng đều làm sao đấy? Chúng đều có liên quan tới nước. À, rồi, ok. Câu số 3 thì chính là cái câu trong cái bài khóa lúc nãy rồi. Thôi, chúng ta không đọc câu này nữa nhé. Đấy, vậy là đây sẽ là một trong những cái cách biểu thị là gì? Trước khi chúng ta đưa ra một ví dụ nào đó đúng không? Hay nói là ná sớm mà lái chua, đấy chưa? Đấy, nhá. Rồi nào, đọc cho cái bài khóa cuối cùng này xem nào. Đi đây. Nào, Liên đâu? Liên đọc trước cho cô xem nào. Tao nghĩ rân quế chứ chỉ chai nả phong bên hẳn vô siêu sử, chen quan yêu lòng chinh, bố yêu trao ao. Yêu quê chơ cơ sử chia hẳn ta, thiên hoa hiểu thiên, rấn qua hiểu rấn. Hẳn khở nướng hiểu rấn chai, chưa phong bên vì nỉ, cân ly hai. Nỉ xen chai sư ti y, binh bù biểu sư, nỉ dũng nguyện tô sư ti y. Chiêu trang bị sai ý dăng. Mấy hậu rấn khuê dũng viện su, dễ mấy hậu rấn khuê y chứ ính. Hỏa mên chưa tao tợ yuê tua, chiêu khuê pha xen chưa chỉ, bu tủng tợ dễ yuê tua. Hỏa mên in cai chung sư bình sứ tợ chi lẩy, tua sang chô quế tợ rấn xuế xí. Rú quả nỉ cản chứng sư tợ xua chú chư chỉ, tây nả phang bên bu léo chìa, binh bú xua mình chư chỉ bị bia rấn cha, xong phản. Chưa giang chưa cân cân nướng tứa tao bìa rấn tận chun chun chung. Ừ, rồi ok. Quỳnh bé nào, Quỳnh bé đọc lại cô nào. Tăng lý rân quấy chứ chỉ sai nả phong men khẩn dâu siêu sứ chân quan giao lẳng sinh phú giao treo ao in quay chưa cưa thế giới là chia khẩn ta thiên quay dậu thiên rấn quay dậu rậu rấn khẩn nước khứ ý rậu rấn sai chua phong men bị lý cân ly khai lý sen sai su ti binh bu biểu dáng biểu sư lý, binh bu biểu sư lý dũng chuyển tâu sư ti chiêu sang bị sai ý răng mấy dậu rấn khuây chúng chuyển su dễ mấy dậu rấn khuây y chú tính của mân chư tao tạ duy tua chiêu khuây phát sen chư chỉ bu tụng tạ dễ duy tua của mân in cai trung sư tính sứ trung sư bình sứ tạ chi lại tua sang châu quấy tạ rấn xí xí rú của lý cản chứng sứ tạ xua chu chư chỉ tuy là phong men bu léo chỉ binh bu xua bình chư chỉ bị bìa rấn xa xong phản chưa răng chua cân lứng từ tao bìa rấn tọ chân trung. À, rồi, ok, được chưa? Kia nào lại nữa cô? Tăng lỉ dân quấy chư chỉ trai là pháng miên, hẳn vô siêu xứ. Trên quan giao lẩm trinh, bố giao, chiêu ao. In quay trước sư chia hẳn ta, thiên quay dầu thiên. Đến qua dầu đến hấn khở lớn dầu đến trai chưa phang miên bị phí lỉ cưng ly hai thì trên trai sư ti ping pu biểu sư lỉ đúng duyển tâu sư ti chiêu xem vì sai y an
没有人会永远输，也没有人会一直赢。我们知道的越多，就会发现自己不懂的也越多。我们应该重视平时的积累，多向周围的人学习。如果你敢诚实的说出自己对哪方面不理解，并不说明自己比别人差，相反，这样做更能得到别人的尊重。Rồi, ok nhá. Nào, Linh đâu? Linh dịch cho cô xem nào. Xem bài này dịch có tốt hơn không? Em cũng có chút Khi, khi bạn nghĩ rằng ở một phương diện nào đó thì bạn rất là giỏi, nhất định là phải bình tĩnh, không cần, không được kiêu ngạo, bởi vì trên thế giới này rất là lớn, núi cao thì còn có núi cao hơn, rất có thể là có ở phương diện này có người so với bạn càng lợi hại hơn. Đúng rồi, cái câu mà thiên ngoại hiểu thiên, rấn ngoại hiểu rấn, mình có thể dịch đúng rồi đấy, cả cái cụm này đúng không, tức là ngoài trời còn có trời khác đúng không, hay là ngoài người này thì còn có người khác ra đấy, đúng rồi, mình có thể đưa về cái câu đó là gì đấy, núi cao hay là còn có núi cao hơn. Câu đấy rất là hay nhá. Rồi đúng rồi, tiếp gì nữa ạ? Bạn hiện tại là số 1, nhưng không hiểu thị là bạn nghĩa mãi là số 1, nhưng không có nghĩa là bạn mãi mãi không sẽ là gì nữa. Bạn mãi mãi là số 1, như là một trận đấu thì không có người nào mãi mãi thua, cũng không có người nào mãi mãi thắng. Chúng ta biết càng nhiều thì sẽ phát hiện ra bản thân có rất nhiều thứ không hiểu. Chúng ta nên chú trọng tích lũy từng ngày, học tập từ những người xung quanh. Nếu bạn dám thành thật nói những gì, những cái điều mình không biết, thì nếu mà bạn dám nói ra đúng không, một cách thành thật những cái gì mà chúng ta không biết, thì điều này làm sao đây ạ? Không phải là không chứng có tỏ nghĩa rằng là bản thân bạn kém hơn người khác mà ngược lại, cái điều này thì càng có thể làm cho người khác tôn trọng bạn. Cũng được, đúng chưa? Đấy nhá. Bài này dịch tốt hơn hẳn luôn, đúng không? Đấy, hay là bị mắng rồi mới dịch tốt, hay bài này dễ hơn? Hà ơi. Hà ơi, bây giờ chị ở quê về cho chị xin nghỉ trước nhá. Dạ ok chị. Đấy, hiểu bài này chưa? Kiên đâu? Kiên thử dịch lại cho cô lần nữa xem nào, xem văn vẻ của Kiên sao nào. Nghe đối khác dịch thì thấy hay lắm đúng không? Nên lúc mình nói ra thì không biết là phải nói như nào đâu. Đúng rồi của. Mà thử nghe người khác ở sau, các bạn ấy dịch hay thế. Đến lúc mà rõ là cũng hiểu đúng không? Hiểu đấy. Nhưng mà lúc mà bảo là mình biểu đạt ra, chả biết là phải biểu đạt cái kiểu gì bây giờ nữa. Đấy. Nhá, nào dịch đi xem nào. Đây mới giờ là gì thôi. Đây mới chính là chúng ta mới dịch ngược, gọi là dịch xuôi nhá. Cái này gọi là dịch xuôi đấy. Dịch Trung Việt rồi đấy. Còn chưa yêu cầu các bạn dịch Việt Trung đâu đúng không? Dịch Việt Trung còn thảm họa nữa. Không biết là phải dùng cái từ gì đâu, được chưa? Đấy nhá. Bây giờ phải dịch Trung Việt nó xuôi đi đã. Dịch Trung Việt xuôi đi đã. Nào, cái gì đây? Nhiều bạn cảm thấy bản thân ở với phương viện nào rất là giỏi. Nói to lên chẳng nghe thì tiếng gì ở trên ạ. Khi bạn cảm thấy bản thân đang ở phương diện nào rất là xuất sắc, thì nhất định phải cần phải bình tĩnh, đừng có kiêu ngạo, bởi vì trên thế giới rất lớn. Cái có vẻ cái nói ngoài trời thì có trời, ngoài người có người. Nếu mà dùng cái câu đấy thì nghe nó buồn cười đúng không? Dùng cái câu những nãy của Linh ấy, được chưa? Nhá, đấy, núi cao còn núi cao hơn đấy, đúng không? Núi cao hơn. Rất có khả năng có người sẽ ở cái phương diện đấy lợi hại hơn bạn. Bạn bây giờ là thứ nhất, không nghĩa là bạn mãi mãi sẽ là thứ nhất. Cũng giống như một trận đấu, không có người sẽ mãi mãi thua, cũng không có người sẽ luôn thắng. Chúng ta biết càng nhiều thì sẽ phát triển được bản thân, cũng
Ờ, cái chỗ này nên dịch như nào cho nó, tức là nó sát nhất với nghĩa đây. Những cái điều gì nhỉ, chúng ta mà biết càng nhiều ấy thì chúng ta sẽ càng phát hiện ra rằng là những điều mà chúng ta không biết cũng càng nhiều nhá, hiểu ý không? Chứ gì vô tổng mà, chứ gì vô tổng. Đấy, chúng ta mà biết càng nhiều chúng ta càng phát hiện ra là gì? Càng có nhiều điều chúng ta không biết nữa, đúng không? Ừ, đấy, nên sao nữa? Chúng ta nên chúng ta lên coi trọng cái tích lũy lúc đấy. Ừ, gọi là tích lũy từ trong gọi là những cái cuộc sống thường ngày đấy, đúng không? Đấy nhá, cái từ thính xứ mà thính xứ dịch là bình thường, thường ngày đấy. Chúng ta nên gọi là gì, tập trung hay là coi trọng hay là chú trọng từ những cái việc gọi là tích lũy, từ những cái gọi là sự việc trong cuộc sống hàng ngày. Và làm sao nữa, phải nên gì nữa? Nên học tập nhiều, học hỏi nhiều những người xung quanh mình, đúng không? Nếu như bạn dám thành thật nói ra những cái điều không hiểu của bản thân thì làm sao? Cái điều đó không chứng tỏ rằng là bạn kém hơn người khác, đúng không? Kém hơn người khác. Ngược lại, làm như vậy thì có thể đạt được sự tôn trọng của người khác, được chưa nhá? Rồi, ok. Đấy. Tiếp theo nào, chúng ta cùng xem cái phần bài tập ở trong sách nhá. Đấy, còn 4 bài nữa thôi là kết thúc hết cả 4 rồi, đúng không? Rất là nhanh thôi. Thấy mình có gì tiến bộ hơn không hay vẫn thế? Không, nói chung là bạn nào cũng đều có sự tiến bộ hơn rất là nhiều rồi, đúng không? Nhưng mà ý là để đạt được đến cái gọi là yêu cầu của nó thì vẫn chưa nhá, vẫn chưa gọi là được 100% đâu, chỉ được mới được khoảng độ 70-80% thôi. Nhưng ý là so với trước đây là gì, chúng ta đã có thể dịch được những cái đoạn văn nó khó rồi, dịch được những đoạn văn mang tính triết lý rồi, đúng không? Mang tính văn học hơn rất là nhiều rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà ý là để đạt được gọi là 100 điểm thì chưa được, chỉ tầm 70-80 thôi. Đứa nào khá khá được thì tầm độ 90 cũng được. Có một số đứa là có thấy dịch tốt hơn hẳn luôn rồi đấy. Ừ, nhá. Còn một số đứa là phải luyện nhịch dịch nhiều vào nữa. Được chưa? Rồi nào, sẽ xem phần bài tập nhá. Bài 16 nhá. Quá rồi. Rồi nào, câu số 1 đi. Đi nào, điền cái gì đây? Xin mời ta sẽ nào, hiền lớn đâu? Thân nhắn tớ tao biển lớn, tạo biển lên khẩn rúng y. An tao trung xin răng biển lớn, trai sang xin nghỉ. Chuê khẩn nán. Cái từ này chúng ta đừng đọc là trung xin nhá. Từ này lại phải đọc là chúng xin nhá các bạn nhá. CH thanh 2. Đấy, đọc là chúng xin. Chứ không đọc trung xin. Rồi, câu này hiểu như nào? Cho dù là việc tha thứ cho người khác. Xuyên đã là mặc dù em. Mặc dù làm sao? Mặc dù là được tha thứ, để có được sự tha thứ của người khác thì rất dễ dàng. Nhưng lại rất khó để có thể khiến người ta tin tưởng lại bạn một lần nữa. Đúng rồi, đấy nhá. Rồi, Dior nào, số 2, hiền lớn nào, hiền bé nào? Sau khi mình gần qua chùa mấy giờ thùng chính xin tự lấn sư chơi bụ ai sĩ hoan tợ chưa răng tự lấn chơi sử khẩn chống cung hứng nhiều dễ ăn sản. Cái từ này là thống chính đúng không? Đây là từ thống chính đúng không? Thống chính xin vâng. Thống chính xin nhá. Rồi câu này dịch như nào? Nhận được cái sự phê bình. Cái từ này không phải đọc là sâu đâu em, từ này là từ ai đấy, nhìn nó giống từ sâu nhưng mà từ này phải là từ ai đấy. Ai phê bình lớn, tức là những người mà cứ thích phê bình người khác ấy, hiểu chưa? Chứ không phải là nhận cái sự phê bình của người khác đâu nhá. Đấy, như vậy là nếu mà chúng ta nhìn nhầm cái là nghĩa nó sẽ thành khác ngay. Đây là ai phê bình lớn, tức là chỉ khoan phê bình bia lớn, đúng không? Đấy, dịch lại xem nào. Những người mà thích phê bình người khác hoặc là không có sự đồng cảm trong với người khác thì sẽ không nhận được sự hoan nghênh của mọi người. Những người như vậy thường rất là không phải thí sử ở đây không phải là thường mà là cho dù nhé, cho dù là họ có rất thành công đi chăng nữa thì cũng làm sao? Cho dù họ có rất thành công đi chăng nữa thì bạn bè của họ rất là ít. Đây đúng rồi đấy, thí sử ở đây là cho dù đấy, đúng không? Tiếp nào, Tisan câu số 3, xin mời bạn gì đây, Hoài Anh nào? Cô là Thưa quay anh, cũng như ca cho họ.
quan đến gái bao mấy ly tợ Hải Nán. Hải Nán mấy ly tợ Hải Nán chưa chỉ thêm chiêu chiêu yếu của đai trượng ta cha chiêu chi chăn quan chăn quan thôi không nhá, câu này hiểu như nào? Ông cô là xin chào tất cả mọi người. Hoan nghênh đến với Việt Nam. Xinh đẹp đúng không? Cái từ Hải Nán ở đây là đây chính là tên của cái hòn đảo đấy, ở cái chỗ phần mà đối diện với phần vịnh Bắc Bộ của Việt Nam chúng ta đấy, đảo Hải Nam đấy, các bạn nghe bao giờ chưa? Đây các bạn nghe nhé, khi đọc xong cái câu này các bạn phải hiểu chưa sẽ sấy tạo khoa, chưa sẽ sấy xưa tạo khoa nhỉ? Đây là lời nói của ai? Tảo Dấu. Tuệ Tảo Dấu đúng không? Đây chính là lời của MC, gọi là cái người hướng dẫn viên du lịch đấy. Chào tất cả mọi người và chào tất cả các bạn thân mến đúng không? Hay là mọi người thân mến, các bạn thân mến cũng được đúng không? Hoan nghênh hay là chào mừng tất cả mọi người đến với gọi là đảo Hải Nam xinh đẹp. Và những ngày này thì sẽ làm sao? Những ngày này sẽ là do tôi dẫn mọi người đi tham quan. Được chưa? Thế cũng được đúng không nhá? Rồi, ok. Đấy. Tiếp theo nào, tí sư số 4 nào, xin mời Quỳnh Bé đâu. Xin chào, trường sư lý duy lái duy tua tạo lấn sĩ khoan tao 4, treo truy, treo truy qua châu mua, tham mân sáng chảo, ý cơ khung chi xin sen, an trinh tạ ti phang kháo khảo phang sung ý xa. Đừng đọc kháo khảo và... nhé, nhớ là từ này phải đọc là khảo khao nhé. Khảo khao. Cái trong cái thành phố thì hiện tại thì càng ngày càng nhiều người thích đến cái vùng ngoại ô vào cuối tuần ạ. Họ muốn tìm kiếm một họ muốn tìm một cái không khí mới và một địa phương yên tĩnh để họ thư giãn một chút ạ. Nói chung là cũng được đúng không? Đỡ hơn, ý nghĩa ít nhất là hiểu được cái ý rồi đấy, đúng không? Nhưng mà dịch thì nên dùng từ nó hay hơn, đúng không? Vậy là gì đây? Những người mà sống ở trong thành phố thì làm sao? Hoặc là bây giờ đúng không? Càng nhiều người sống ở trong thành phố thì thích đến các cái vùng ngoại ô để gọi là nghỉ dưỡng cuối tuần. Cái từ cua châu mua ấy, đúng không? Mình có thể hiểu đây chính là để nghỉ dưỡng cuối tuần hay là nghỉ ngơi cuối tuần cũng được. Và họ thường sẽ làm sao? Muốn tìm những cái nơi thôi nhá, chứ dịch cái địa phương mình nghe nó ghê quá. Muốn tìm những cái địa điểm hoặc là muốn tìm những cái nơi mà có bầu không khí trong lành và yên tĩnh. Cái từ xin sen này chúng ta nên dịch là trong lành nhá. Khi mà đi với không khí, bình thường đi với thức ăn đồ ăn hoa quả thì dịch là tươi đúng không, nhưng khi đi với không khí thì dịch là trong lành. Như vậy là họ thường là muốn tìm những cái địa điểm mà có bầu không khí trong lành và yên tĩnh để làm sao đây, để gọi là nghỉ ngơi thư giãn đúng không. Ví dụ nào số 5, xin mời bạn nhé. Phương Anh nào. Sơn của tạo quan trên chiêu sư chủ gia ní ní nỗ lực chua lọc. 不管是输赢都一样精彩。嗯，你看啥？点谋就点关长张佛松啦，只跟办cố gắng nỗ lực làm, bất luận là thắng hay là thua thì cũng đều tuyệt vời như nhau. Đúng rồi, rất tốt đúng không? Đấy nhá. Tiếp theo nào, Ti Liêu số 6 nào, Kiên. Bị mất chưa có duyên không thiếu. Mai tạ chậm bao giang phú xua của vân xin trai thuê chu lơ ỉ chiêu hoan xin tạ hứa tung si ỉn lơ cu xẻo cu khừa cu xảo. Cu xảo là không ít đúng không? Cu xảo khừa cu. Có thể hiểu như nào? Thuê chu sẩm mơ hứa tung ở đây thì mình có thể hiểu như nào? Dịch cho coi thế nào. Ngày bán điều hòa như thế nào rồi? Không tệ, chúng ta bây giờ cho ra hoạt động và đổi ỉ chiêu hoan xin tức là gì? Đúng rồi, đổi cũ lấy mới thôi đúng không? Đổi đấy nhá. Thu hút được không ít khách hàng. Rồi ok. Cái tháng này thì cái tình hình bán điều hòa như thế nào đúng không? Không tồi. Bây giờ thì chúng ta đang gọi là gì đây? Tổ chức được gì là tổ chức một cái hoạt động gọi là đổi mới lấy cũ, thế nên là gì đã thu hút được không ít khách hàng đúng không? Tiếp chi nào, số 7 Liên. Ni sẩm mơ sứ hâu nâng khứa khứa wǒ wán. Tổng wǒ yu xí wán hơ wǒ. Tổng thoại.
玩课文啊，再跟你玩。奶奶先陪你呀、啊，做游戏吧。嗯，你爱几代？anh ấy lúc nào thì mới có thể cùng chơi với tôi? Đợi anh ấy chuẩn bị bài tập xong, sau đó thì chơi với bạn. Bà sẽ chơi với con, cùng con chơi điện tử trước. Được chưa nhá, rồi ok. Đấy. Tiếp theo nào, số 8 ạ, xin mời Quỳnh lớn nào, Hiền lớn nào. Tôi khảo lưu lâu khẩn trưởng, bài sư chủ tinh đi khai sang trai tập công sư. Chi rán chơ ra, rán chơ ra, na quẩn mân, chung chung nhìn tạo chén chứa. Nghĩa là sao? Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, mới quyết định là rời khỏi công ty này. Cho dù là như vậy thì chúng tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của bạn. Nếu đã, cái từ chi đã hay gì là nếu đã như vậy thì đấy, đúng không? Số 9 nào, xin mời gì đây? Hiền Anh nào? Tôi nhớ, 可不是不知道写哪了。Tôi nhớ là lần trước thì giáo sư Quan đã đưa cho tôi cái số điện thoại của ông ấy rồi, nhưng mà lại không biết viết ở đâu. Thế ra còn câu dưới đấy đúng không? Nhá, rồi, ok, thế thôi. Tiếp vào số 10 nào, xin mời một bạn nào. Hoài Anh. Tôi muốn báo mình đúng không? Tôi muốn báo mình chán trai Yvan. Yvan nghĩ là chẳng báo bị sai. Chẳng báo bị sai. Mỹ chán trai, cô chán trai. Khủng pha vô xứng. Mở xa trên truy đeo khảo sư là. Tôi muốn đăng ký cuộc thi chạy đường dài 10.000 mét. Là gì? 10.000 đúng không? 10.000 mét. 10.000 mét. Bạn có tham gia không? E là không được. Tuần sau tôi phải làm bài kiểm tra. Đúng rồi. Ý là tuần sau tôi phải thi đấy. Cái từ khảo sư ngoài nghĩa kiểm tra có nghĩa là thi đúng không? Rồi bên dưới ở đây chúng ta có 4 từ đều có từ chung. Nhén chung thì là gì đấy ạ? Quỳnh đâu? Quỳnh dịch cho cái 4 từ này thế nào? Dạ. Nhén chung là nghiêm trọng. Chung tẻn là trọng tâm, trọng điểm. Trung sư là xem trọng. Chân trung là chân trung là tôn trọng ạ. Rồi, đọc cho cô số 1 đi. Câu 1 là su leo tay. Su leo tay là cái túi ni lông đấy. Su leo tay chơi sứ khẩn chơi sứ khẩn phong ven. Tân sư tha tạm ta lang sử dụng để tay lái lơ dành chung tạ hoàn trinh u lãn quân thí. Là cái chuê sứ là thực tế hay thực sự nhé, thực sự quả thật. Cái túi ni lông thì rất là tiện lợi, nhưng nó là nó ảnh hưởng dịch chủ ngữ đi đã, có phải nó không? Cái tha đấy không phải là chủ ngữ mà phải là gì? Ta leng sử dụng là chủ ngữ chính nhá. Ta leng sử dụng là gì? Cái việc sử dụng số lượng lớn nó, đúng không? Nó ở đây cái có nghĩa là cái túi ni lông này, đúng không? Nhưng khi mà sử dụng cái số lượng lớn thì sẽ mang đến cái nghiêm trọng đến ô nhiễm môi trường. Đến ô nhiễm cái vấn đề gây ra đi. Cái từ tai nạn môi trường này nó là cái gọi là tiêu cực đúng không? Thì chúng ta đừng dịch là mang đến. Mang đến thì thường chỉ là mang đến những cái gì tích cực thôi. Nên chúng ta dịch là gây ra. Đó, như vậy chúng ta cứ một lượt thấy cái này nó là tiêu cực rồi thì phải đổi ngay, nó là gì gây ra. Vậy là gây gì ra. Đây? Cái việc sử dụng số lượng lớn cái túi ni lông thì sẽ gây cái ra cái việc ô nhiễm gây ra cái vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhá, gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng đúng không? Số 2 nào, xin mời Phương Anh. Thầy, chú Tô Hẳn,
众生这个心解决这个人物没有那么困难，但关键是我们要要对要弄清楚工作的主要目的，找到重点。解决cái nhiệm vụ này thì không có gì là khó cả. Thế nhưng điểm quan trọng là chúng ta cần phải làm rõ cái mục đích chủ yếu của công việc và tìm ra trọng điểm. Rồi, ok. Tiếp đi sang nào, số 3, Kiên. Ta y chứ đau hẳn là trung sư chưa cơ chi huay chơi hâu chi án phang chi lơ chưa giang của mân phê chán chư trinh. Tôi luôn rất quan trọng về cơ hội này. Cuối cùng thì tôi lại bỏ cuộc. Khiến các cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Rồi, ok. Tiếp đi sư nào, số 4 ạ. Gì nhờ Hiền lớn nào. Nếu quả sư sư phân chung giao bấn giao chung của dân vãng hoặc phây chỉnh tham mân truy phân tên trở chan thinh chư và ý biểu sư tuy cơ rấn tận chân trung khớ lý mau. Nghĩa là gì? Nếu như là những người bạn thực sự quan trọng, thì người Trung Quốc thường sẽ mời họ đi ăn ở các quán ăn hoặc nhà hàng để thể hiện sự thái độ tôn trọng và lịch sự với họ. Dạ, ok, đã tốt, đúng không? Nào, vậy bên dưới nào, sẽ điền như nào đây? Câu số 1 ạ, xin mời Liên. Ăn nén cú chai ạ? À? Rồi, thì bạn khác điền chứ. Chúc mừng tập đích. Ừ. Mình đã chưa chú là tẻn vấn thí. Tân binh bố sư thơ bè nhắn chung. Hẳn khoai cho nâng trẻ trẻ số ý chỉnh đá cha phang xin của mân hải chư ăn trao yuán chi hoa chu pha. Câu dịch như nào? Cha của chúng ta xuất hiện một vài vấn đề nhưng mà nó không quá nghiêm trọng và rất nhanh sẽ được giải quyết. Vì vậy mong mọi người yên tâm, chúng ta sẽ xuất phát theo đúng kế hoạch ban đầu. Rồi, ok, tốt. Tiếp nào, số 2 ạ. Xin mời gì nhỏ? Thiên Anh. Chẳng hoa, in xen hoa. In xen chẳng, in xen chẳng. Chẳng hoa, in xen chẳng trung sư. Trung tiện, trung sư. Cái này không thể liền là chẳng trung sư được, phải chẳng trung tiện chứ. Chẳng hoa xin in xin chẳng trung tiện giang tài nâng sử bè rần gần khoai tờ lào chìa nì xào xua tờ y sự. Nghĩa là sao? Là nói chuyện thì nên trước tiên phải nói vào những chuyện trọng tâm. Vậy thì mới khiến cho người khác hiểu được cái ý của bạn đang nói. Rồi nhá. Tiếp nào, thi sang số 3 nào. Thì mời đây, Hiền bé nào. Hiểu siêu vấn đề suy đoán, khăn chỉ lái khẩn xả, đan sư rú của Mỹ hiểu, yến chỉ trung sư, hắn khởi nóng, khuây pha chẳng, chúng ta tập má phan. Có thể hiểu như nào nhỉ? Có rất nhiều vấn đề, nhìn vào thì thấy rất là nhỏ. Nhưng nếu như không có sự xem trọng thì rất có thể sẽ xảy ra sự rắc rối. Pha trả chấm ta má phan đúng không? Tức là sẽ gây ra những hay là phát triển đến gọi là hay là gây ra cũng được. Sẽ gây ra thành những cái phiền phức rất là lớn đúng không? Nhá. Tức là yến chỉ ở đây bình thường là gì? Bình thường có nghĩa là gây ra, gây nên đấy đúng không? Đó. Số 4 nào? Số 4 là gì đây? Trang. Ta chưa xưa nén chua sông y, chuan lơ bù sảo chén, khai ná chu khẩn ta y bù phân chi băng chu, na xưa chinh chi yếu khuân nán tợ rấn, suối ý hua tớ lơ ta cha tợ chân chung. Rồi, dì cho cô xin nào.
Những năm gần đây thì anh ấy làm ăn buôn bán kiếm được không ít tiền, còn mang một phần tiền đi giúp đỡ những người gặp khó khăn về kinh tế. Vậy nên nhận được sự tôn trọng của rất nhiều người. Ok, đấy nhá. Đấy là nội dung của cái phần ở trong sách đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng sang phần bài nghe trước xem nào.第十六课，生活可以更美好。第一部分，第一到五题，判断对错。他打算下午去银行。 现在我很少看电视，时间。Rồi nào, đi nào, câu số 1 nhá, xin mời bạn nghe viết lại câu dịch xem nào. Bắt đầu từ ai đây? Nào, Linh bé nào? 一. 办签证需要准备哪些材料？我也不太清楚。 Đầu tiên anh này nói là gì đấy? Ban chiến trường su yêu chuẩn bây là xe trái liệu. Ủa dễ gì? Bố thai chinh chủ đúng không? Bác sĩ... Ủa dễ bố thai chinh chủ. Câu này nghĩa là gì? Cái hộ chiếu thì cần chuẩn bị một vài... cái visa thì cần chuẩn bị một vài tài liệu. Tôi cũng không rõ lắm. Cái ý đầu tiên dịch như thế nó chưa hoàn toàn chính xác đâu. Cái gì đây ạ? Ban chen chong xu yao chuẩn bị nả xe trái liệu cơ mà. Ủa dễ bố thai chinh chủ. Tức là gì? Làm visa cần phải chuẩn bị giấy tờ gì đúng không? Hay là những tài liệu gì thì tôi làm sao? Tôi không rõ. Tôi cũng không rõ lắm. Thế nhưng mà làm sao? Bố cua gì đấy? Bố cua ủi 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 ta sứ quản tờ tên khoa không ạ? Nhưng mà tôi nhưng mà tôi có số điện thoại. Có số điện thoại của đại sứ quán. Tôi có thể giúp bạn hỏi một chút. Của gì? Tôi có thể giúp bạn hỏi một chút. Tôi có thể giúp bạn hỏi một chút. Rồi. Ta biết cách làm thủ tục. Như vậy câu này là tôi hay là chua nhỉ? Chua. Chua đúng không? Rồi ok. Câu tiếp theo xin mời gì nhỉ? Kiên. À. 只有通过的考试完全符合要求后. Cái gì đấy? Cho ngắn ngắn thôi đã. Nghe được không? Kết quả. Chữ dấu, nghe lại này. 完全符合要求后. 只有通过的考试. Đầu tiên là gì? Chữ dấu thông qua gì đấy? Chữ dấu đó, khảo sư. Chữ dấu thông qua đó khảo sư này, gì nữa? 完全符合要求后. Hoàn toàn gì? Hoàn toàn gì? Phù hợp yêu cầu hậu đúng không nhá? Chứ hiểu thông qua tờ khảo sư này rồi gì nữa ạ? Quán chuyển phù hợp yêu cầu hậu thì làm sao? Hồ sư mới năng chính thức khai sử công tác. Hồ sư mới năng gì? Hồ sư. Hồ sư mới năng gì? Chính thức khai sử công tác tức là sao? Chính thức khai sử công tác. Vậy dịch cả câu này như thế nào? Chứ hiểu thông qua tờ khảo sư này hoàn toàn phù hợp yêu cầu hậu. Khu sư tài năng gì đấy ạ? Chân sư khai sử công tác. Chỉ có gì sau khi mà thông qua kỳ thi này, rồi gì nữa ạ? Hoàn toàn gì phù hợp, phù hợp với lại cả yêu cầu công việc thì y tá mới có thể làm sao? Đó, hoàn thành được. Đó. Không phải, chân sư khai sử công tác cơ mà. Chân sư là chính thức đúng không? Chân sư ngoài nghĩa là trang trọng lịch sự. Đúng rồi. Bắt đầu làm việc. Là chính thức nữa. Đúng rồi, như vậy sẽ là gì đây? Chỉ có những cái hai cái điều kiện vừa rồi thì y tá mới chính thức được làm việc đúng không?
医院对护士这一职业的要求是专业。 cái gì? 医院对护士这个职业的要求是 nhá, nói lại này. 医院对护士这个职业的要求是 có dịch được câu này không? Câu này nghĩa là gì? Y yuan này đúng không? Y yuan là bệnh viện đúng không? Tuy gì nữa? Khu sư chưa có chữ dê tọ giao chiếu. Vậy sẽ dịch cái từ giao chiếu trước đi. Giao chiếu mới là trung tâm ngữ chính. Vậy là gì? Cái yêu cầu mà bệnh viện đúng rồi đối với cái nghề gì đây? Ờ à, đúng rồi, đối với những cái người mà làm cái nghề y tá đó chính là gì? Nghe tiếp này. Phụ nữ tôn trọng sinh y. Ừ, cái gì đấy? Tôn trọng sinh y. Ờ, tôn trọng sinh mệnh tức là sao ạ? Tôn trọng mà. À, đúng rồi, đúng rồi, tức là làm một thứ nhất là phải làm sao coi trọng tính mạng của bệnh nhân đã, đúng không? Đấy, tiếp. Như vậy là gì? Trước khi mà vào làm việc thì y tá phải thông qua kỳ thi đã, tôi mà. Ừ, câu này là tuy đúng không? Rồi, ok, Tisa nào, xin mời câu số 3. Quỳnh nào. Sang. 第一次跟女朋友见面的时候，嗯，cái gì？第一次跟女朋友见面的时候， nghĩa là sao? Đây khi cái lần đầu tiên gặp bạn gái à? Tha là anh ấy cực kỳ căng thẳng. Liền cả 耳朵 都 红 了. Ừ, cái gì? Liền liền cả 耳朵 nhá, liền cả 耳朵 都 红 了 tức là sao? Cái mặt khứa ở là gì? Mũi à? Ở tua mới là một chữ nhá, khứa là và, ở tua mới là một chữ. Như vậy là liền ở tua, ở tua là tai nhá. Như vậy là mặt và tai thì đều mặt và tai thì đỏ. Gần như là gì đây? Gần như thì cái đôi tôi không dám nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Nhá, gần như là không dám nhìn vào mắt của bạn gái. Vậy câu này đúng không? Cô ấy sai ạ. Đúng rồi nhá. Anh ấy lần đầu tiên gặp mặt thì rất là kiểu như là thư giãn thoải mái đúng không? Không phải tha hấn chỉnh trang đúng không? Rồi, thí sư nào số 4 ạ. Xin mời bạn nào. Hoài Anh. Anh ấy bảo là sao? Chưa phen quấn trang thì hãy sư làm sao ná khuấy truy làm sao nhỉ? Trai cái cải đấy, nghĩa là sao? Bài văn lần này thì bạn hái sư thì vẫn nên đúng không? Là sao? Ta khuấy truy cái cải đấy, ta khuấy truy cái cải nghĩa là gì? Đó, bạn vẫn nên đem về sửa lại. Ồ, được chưa nhá? Rồi, tiếp này. Chủ yếu là nội dung có đoạn đoạn, trọng điểm không rõ. Chủ yếu là gì? Nội dung yếu tiện loạn đúng không? Phú thầy, không rõ chính chủ. Nghĩa là gì đấy? Chủ yếu là do nội dung có lộn xộn. Lộn xộn đúng không? Tức là chưa có trọng điểm ấy ạ. Chưa có cái gọi là trọng điểm ở đây đúng không? Đấy. Có lỗi ngữ pháp. 那篇文章写得很精彩。 Vậy là cái bài văn này viết rất là gì đấy ạ? Viết rất là hay đúng không? Có phải không? Rồi, ok, tiếp nào, số 5 nào. Xin mời Quỳnh Trang. Ừ.
受到批评时也别伤心失望。嗯，你来。受到批评时，你也别。别伤心呢，伤心失望的是吧？khi mà bị người khác phê bình thì bạn đừng nên quá kiểu đau buồn, đau lòng, đau lòng và đau lòng và thất vọng đúng không? Ừ, đau lòng và thất vọng rồi tiếp. 谁都有做错事或者做的不够好的时候。嗯，没事的。你来呀。谁都的时候，不是或者做，谁都有做错事。嗯，对的。谁嗯都有啊，做事啊，谁对我呀？谁对我做错事呢？做错了，làm sai đấy啊？谁对我做错事呢？先别说了。或者做的不够好的事。嗯、或者你做的不够好。或者做的不够好。有时候，嗯，我先别说了。只要不放弃努力，你就仍然有希望。嗯，主要的。主要不要放弃努力往往要希望啊，往往会有希望đúng không? Ừ, đấy nhá. Rồi dịch chung chung lại cái từ này nghĩa là sao? Từ đâu ạ? Ờ. Ờ nhá, nghe lại từ cái đoạn trước dịch đoạn trước đi. 谁都有做错事或者做的不够好的时候。嗯，谁gì đấy? Ừ.Ý là chỗ này là khi đấy đúng không? Ý là khi mà chúng ta làm sao đấy? Kiểu như là gì? Làm sai với có người khác ấy, tuy gọi là tuy ủa chua chua sư, tức là hay là làm gọi là khi ai mà có lỗi với mình cũng được nhá, hay là khi ai mà có lỗi với tôi này, hoặc là gì? Chua tập cú câu hảo sứ, hoặc là gì? Làm mà không được tốt ấy đúng không? Thì làm sao? Chỉ cần bạn không từ bỏ nỗ lực thì vẫn còn hy vọng. À thì chỉ cần bạn làm sao thôi. Chỉ cần bạn không từ bỏ nỗ lực bạn sẽ vẫn còn đấy, rấn rắn hiểu siêu quang thì bạn vẫn sẽ còn hy vọng đúng không à, nhá. Như vậy người ta nói là khi mà làm không tốt thì chúng ta không nên quá là thất vọng đúng không? Tôi mà tôi tôi được chưa? Rồi, ok, tiếp theo nào, đi Liêu nào, xem là đang làm gì đây. Thứ hai bộ. Rồi, nghe cho cô 6 xem nào, Liên. Tôi tìm được những thành tích đặc biệt. Tôi tìm Jie. Vậy, Jie. Tôi tìm được những thành tích đặc biệt. Ừ, đầu tiên anh nghe nói là gì? Vậy, Jie. Nì, tôi tìm được những thành tích đặc biệt. Ừ, nghĩa là sao nhỉ? Alo, chị, em tìm được cái bảng thành tích của chị rồi. Ừ, rồi, tiếp. Bị nì chi của chị mà. Cái nỉ gì? Cái nỉ truy của chiêm. Chi qua truy nhá. Cái nỉ chi qua truy nhá. Chi là sao? Lập tức. Cái nỉ chi qua truy. Ý là gì? Em gửi ngay cho chị chứ. Đúng không? Nhá. Tiếp. Nì hài sư pha chuẩn chân bà. Thì chị này nói là gì? Nì hài sư pha chuẩn chân bà. Hay là bạn gì? Hay là em gửi phách đi. Đây. Tôi chị cần ngay bây giờ. Nam đã tìm được gì rồi? Như vậy là người đàn ông này tìm cái gì rồi, tìm thấy cái gì rồi đúng không? Phải đáp án gì đây ạ? B, chứng chi tan. Chi tan đúng không? Rồi tiếp thì chi nào? Số 7 mời. Bạn nhá, Phương Anh, số 7 nào. Chi. Nhi gang qin tan de zhemo hao, zenme mei qu chan jia bi sai ne? Ni dai. Ni tang qin hai shi zhemo hao, nanme bu chan jia bi sai ma? Nghĩa là sao nhỉ? Bạn đánh đàn giỏi như thế tại sao lại không tham gia thi? Rồi ok. Tiếp. Tôi 错过了报名时间. Thì chị này nói là gì? Tôi 错过了报名时间. Nghĩa là sao? 错过了报名时间. Tôi bị lỡ mất cái thời gian đăng ký rồi.
对，只能等下次了。只能gì？只能等下次了。Chỉ có cách là đợi đến lần sau thôi. Đấy. Nữ đã vì sao mấy tham gia bị sai? Vậy là gì? Người phụ nữ này tại sao lại không tham gia cái kỳ thi này đúng không? Của gì trận đấu này đúng không? Vậy sẽ là gì đây? C à? Tôi mấy hiểu bao mính đúng không? Chưa đăng ký kịp đấy, không báo danh được. Rồi, số 8 nào, xin mời bạn nhé. Thì nhờ Hiền lớn nào. Đã 2 giờ rồi, tại sao bạn vẫn chưa ngủ? 我想看看最后到底怎么样了。我想看看最后到底怎么样了。tôi muốn là đến cuối cùng rốt cuộc là như thế nào。女的为什么还不睡？như vậy là tại sao người phụ nữ này vẫn chưa ngủ đúng không? Vậy nên chọn đáp án nào đây? Đáp án đây ạ. Trai khan xẻo xua đúng không? Rồi, tiếp theo nào, Hiền bé nhé, câu số 9 ạ. Bằng chỗ cái két đấy ạ. Rồi, nào tiếp. Nghe số 9 nhé. 我们想了解一下客人对我们宾馆的服务。Cái gì đấy? Nghe được không? Em không nghe được câu dài. Nghe lại này. 解一下客人，我们想了解一下。Đầu tiên là chẳng gì, 了解一下đúng không? Chúng tôi muốn tìm hiểu cái gì đó này. Nghe tiếp về đằng sau này. 客人对我们宾馆的服务。这不是满意。我客人对我们宾馆的服务是不是满意？你想想。muốn là cái các khách hàng đối với cái phục vụ của nhân viên phục vụ của chúng tôi đối với khách hàng thì có hài lòng hay không? Tức là đúng rồi, tức là gì đây ạ? Muốn tìm hiểu xem là gì đây? Có hài lòng về cái gì thái độ phục vụ của chúng tôi đối với khách hàng hay không? Đúng không? 您只需要填个表格就行。您自己的。您只需要填个表格，填个表格了，是吗？点单某số cái Kiểu cứ là cái form ấy ạ. Ý là đây là gì? Như kiểu bạn ấy làm một cuộc điều tra đúng không? Làm một cuộc điều tra thì bạn ấy bảo là gì? Đang muốn tìm hiểu về sự hài lòng của khách hàng hay là cái gì đấy với khách sạn của tôi. Thì bây giờ anh chỉ làm sao? Ý là chỉ cần điền vào cái form này thôi này, hiểu chưa? Nhá, thén cái biểu cứ chiêu chính mà. Đấy, anh chỉ cần điền vào cái biểu mẫu này là được. 好的，没问题。希望表格不要太复杂。Thì anh ấy nói là sao? 好的，没问题。希望表格不太复杂。Thế là gì? Được, không có vấn đề gì. Hy vọng là cái form này không có phức tạp. Rồi. Nữ đã chỉnh nán đã làm gì? Bi ạ. Thế biểu cửa. Ok, tiếp số 10 nào, Hiền Anh. Sì. Xiao Liu. 帮我把公司的这两页材料传真给李记者。在吧，对吗？对，应该够难的。记者，传真给的这两页材，帮我把公司的这两页材料。đầu tiên là gì? 帮我 gì? 帮我改呀。来，帮我把公司的这两页材料，把公司的这两页材料，这个cụm đấy là gì đó? 公司的这两页材料là hai cái trang。Hai cái trang tài liệu của công ty đúng không? Rồi tiếp, làm sao nữa? Chuyển chân kể lý trị trưởng. Chuyển chân kể sế? Lý trị trưởng. Vậy cả câu này là dịch là gì đấy? Giúp tôi làm sao nhỉ? Giúp tôi cầm hai cái tài liệu. Không phải là
cầm đâu em ạ. Choán chân ở đây nó là gửi phách giống như một dạng gửi mail thôi. Vậy mình sẽ dịch cái từ gửi phách cái trước nhá. Giúp tôi gửi phách hai cái trang tài liệu của công ty này cho ai? Lý chi trở là gì đấy? Là cái phóng viên Lý. Ờ à, đây cho cô phóng viên Lý nào đó đúng không? Tha xin tin xin quản lý giao dùng chia sẻ số liệu. Ờ tha gì đấy? Nhá. Tha xa châu tin xin quản lý nhá, giao dùng chia sẻ số liệu tức là sao? Tha xa châu là gì? Là tuần sau ạ. Tuần sau này gì nữa? Tờ y pian xin quản lý, y pian xin quản lý là gì? Một cái bài báo đấy, được chưa? Chúng ta có từ EPN xin huấn là bài báo. Như vậy là EPN xin huấn lý là trong một cái bài báo tuần sau thì làm sao? Giao dung chia sẻ su truy. Su truy là dữ liệu hay là con số cũng được. Thì là ý là gì đây? Vậy là gì? Hiểu là gì? Hiểu là dịch từ cái đoạn sau cái phóng viên Lý ạ. Là cái bài báo tuần sau thì có sử dụng đến cái số liệu. Nhá, bài báo tuần sau thì cô ấy có sử dụng đến những cái số liệu này đúng không? Đó, tôi mà sang. Ừ. Thân chuẩn chân hào mã là bao nhiêu? Ờ, thì anh ấy nói là gì đấy? Ờ, chuẩn chân hào mã là bao nhiêu? Ờ, đầu tiên trước câu đấy anh có nói là hào mã sang truy đúng không? Tôi sẽ đi ngay bây giờ đây. Đó, và làm sao nữa ạ? Chuẩn chân hào mã là ý là số gì? Cái số phách. Ừ, số phách của anh ấy là bao nhiêu đúng không? Như vậy là cái đoạn hội thoại này có khả năng là sẽ xảy ra tại đâu đúng không? Vậy đáp án gì đây? C đúng không? C được chưa? Rồi, chữ Y nào? 11, xin mời gì nhỉ? Linh bé nào? Hiện tại có người 20 多 tuổi rồi, vẫn chưa học được chăm sóc bản thân. Ừ, cái gì đấy? Hiện tại có người 20 多 tuổi rồi. Hái bu nợ gì? Hái bu xuế khuê trao gu chư chỉ tức là sao? Xuế khuê là học được ấy. À, học được cái gì đó thì gọi là xuế khuê nhá. Vậy là hái bu xuế khuê trao gu chư chỉ. Hiện tại có người 20 mấy 20 tuổi rồi vẫn chưa biết cách chăm sóc bản thân. Ờ, rồi. Ở có người 10 几岁 就 开始 工作 赚钱养家。嗯，儿子。而有的人，十几岁就开始工作。cái gì nữa? Chăn chén. À, chăn chén nữa. Chăn chén. Dạng cha nữa, dạng. Cha. Ờ, dạng ấy ạ. Chúng ta có từ dạng có nghĩa là nuôi dưỡng đấy, nhá. Dạng này này. Vậy dạng cha này. Mà. Có người mới. Mới mười mấy tuổi thì đã bắt đầu làm việc rồi. Ừ, rồi gì kiếm nữa? Tiền nuôi gia đình. Rồi nhá, vậy anh này đưa ra một cái so sánh đúng không? Có những người á, có những bạn làm sao đúng là hơn 20 tuổi rồi không biết cách chăm sóc bản thân đúng không? Ờ đấy nhá. Đừng nói chăm sóc bản thân ạ, có gọi là những cái đơn giản nhất cũng không biết cô ấy đúng không? Có khi là cái rau gì cũng không có biết tên nó cô ấy, có đứa nào như thế không? Nhìn thấy rau muống rồi bảo rau cải không? À, có đứa nào đến mức như thế chưa? Đấy nhá, có những bạn như thế thật sự đấy nhỏ, thời bây giờ là như vậy, bởi vì có những bạn là chỉ biết học thôi, không bao giờ biết làm một cái gì đâu. Ồ đấy, nhưng còn có những bạn thì lại làm sao đây ạ? Ồ, mười mấy tuổi đã làm sao bắt đầu đi, họ đã đi làm rồi, rồi gì ạ, kiếm tiền rồi thì nuôi gia đình nữa rồi đúng không? Ồ đấy nhá, tiếp này chắc là nghĩ là mình không đứa nào đến mức thế đúng không? Chưa. Nhân lớn đa, không phải nhất định đại biểu có năng lực. Cái gì đấy? Nén lính ta tinh bu ý tinh nén lính ta tinh bu ý tinh gì? Tai biểu dầu nướng ly. À, tức là gì? Tuổi trẻ thì không nhất định là không nhất đại biểu cái này em chưa dịch nào. Nén lính ta là sao nhỉ? Pinh phú tai biểu hiểu nấng ly tức là sao? Nén lính là tuổi đấy, ý là gì? Tuổi lớn đúng không? Hay là nhiều tuổi đi? Nhiều tuổi thì không có nghĩa là gì? Hay là không có nghĩa là đại diện đấy? Cái từ này đừng dịch đại biểu ở đây đúng không nhá? Hay là nói là không có nghĩa thôi, đại loại bị dịch ở đây là không có nghĩa. À, lớn tuổi hay là nhiều tuổi là gì? Không có nghĩa là có năng lực đúng không? Ừ, đấy nhá. Có những người ấy, 30 tuổi rồi đúng không? Chưa chắc đã kiếm tiền bằng cái đứa mười mấy tuổi đâu. Đấy.
Tiếp. Chúng rấn đợi hái tử chào tăng cha. Ừ, người ta nói là gì? Chúng rấn đợi hái tử chào tăng cha. Chúng rấn là gì? Ừ. Chúng là nghèo đấy. Chúng rấn là người nghèo. Đứa trẻ. Đứa trẻ có nhà nghèo, được chưa? Chúng rấn đợi hái tử người ta nói là chào tăng cha, tức là sao? Sớm đã làm việc nhà. Gọi là sớm biết lo liệu những công việc trong gia đình ấy. Cái từ tăng cha đây có nghĩa là lo liệu các công việc trong gia đình ấy, gọi là tăng cha nhá. Ví dụ cho người ta hỏi là nỉ mân cha sấy tăng cha, ý là trong nhà bạn thì ai là những người tức là sẽ phải lo liệu những công việc trong gia đình đấy, thì gọi là sấy tăng cha nhá. Vậy là gì? Con của những cái gia đình mà nghèo ấy, đúng không, thì đa phần là gì, chúng nó sẽ sớm gọi là tự lập, sớm biết làm những cái công việc gia đình đấy. Họ không có quá nhiều tiền. Có lẽ là bọn họ sẽ không có quá nhiều tiền nhưng. Nhưng mà có thể so với những nhà giàu, nhà của những người giàu, những đứa trẻ của nhà giàu thì kinh nghiệm bình thường có nghĩa là trải qua đấy, đúng không, hay là trải qua thì càng nhiều. Vậy dịch như nào cho nó xuôi đây, đúng không? Mặc dù là gì, những cái đứa là trẻ càng dày dặn ạ. Những đứa trẻ con nhà nghèo thì có thể là gì, chúng nó sẽ không có nhiều tiền nhưng nó sẽ có gì đấy, có nhiều trải nghiệm hơn rất là nhiều, đúng không, hay là nó sẽ có nhiều những cái kinh nghiệm hơn rất là nhiều so với những đứa trẻ con nghèo, đúng không? 十几岁就工作的人怎么样？ Như vậy người ta nói là gì đấy ạ? Những cái người mà mười mấy đã làm việc thì thường sẽ là như thế nào? Rồi những cái trải nghiệm của họ thì sẽ rất là phong phú rồi nhá. Sure nào, 12, xin mời bạn nào, Liên. Sure. 你叔叔太厉害了，主管真的很厉害。他的书里写了那么多地方的景色，他的书里写的那么多地方的景色，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 景色
rất là nhiều gọi là nơi đẹp. Ồ, nghe thấy chán không? Rồi, dịch nào? Gì? Cái cuốn sách của chú ấy viết ra viết cái gì? Viết về rất là nhiều những cái cảnh đẹp. Về rất là nhiều địa phương đẹp. Ồ, địa phương đẹp, cảnh đẹp người ạ. Rồi nào, chú của bạn thật là gì? Thật là giỏi. Không, làm sao nhỉ? Ở cuốn sách của ông ấy hay là ở trong cuốn sách của ông ấy thì có giới thiệu hay là viết về rất là nhiều những cái phong cảnh đẹp gì nữa? Thế anh này mới hỏi tiếp là chưa xe ti phang tha tâu truy qua mà. Những cái nơi đó thì chú đấy đi qua hết rồi sao? Rồi, bạn ấy đang thắc mắc đúng không? Là sao lại viết được về nhiều những cái phong cảnh đẹp như thế? Thế liệu là anh ấy đã gọi là đi hết những cái nơi này hay chưa? Của叔叔以前是记者。啊，你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 ，
cả những nơi ở bên Trung Quốc. À, đúng rồi. Khăn tàu là hẳn tua. Ừ, khăn tàu tở. Khăn tàu lớn. Khăn tàu là hẳn tua mảnh ly tận chỉnh xưa. Là gì? À, nhìn được rất là nhiều những phong cảnh đẹp. À, rồi, đúng không? Có dịp được tham quan rất là nhiều những cái phong cảnh đẹp. Và làm sao nữa ạ? Và rất là suy tố bằng bằng nhỏ, cũng cũng quen biết được rất nhiều bạn bè.
后来他就把自己的经历写成了一本书。啊，và sau đó làm sao? Hậu lại, ta chưa. Hậu lại, ta chưa把自己的经历写写成成了一本书. Sau đó thì làm sao? Sau đó thì anh ấy lấy hết những kinh nghiệm của bản thân để viết thành một cuốn sách. Gọi là anh ấy rồi tức là dùng hết tất cả những cái trải nghiệm, nên ở đây dịch là trải nghiệm thôi, gọi là lấy hết tất cả những cái trải nghiệm đã từng trải qua đấy đúng không, để viết lên một cuốn sách. Căn cứ đối thoại, có thể biết được nữ đệ của chú chú thế nào. Vậy thì đáp án gì hợp lý nhất ở đây thôi. Đây. Đấy, truy qua hẳn tôi đi phàng đúng không? Đi rất là nhiều nơi thôi, chỉ biết được như vậy thôi. Đó, tiếp theo nào.第三部分，嗯，十三到二十，文章呢？我给你们读十八呢。三点半，对，每一遍。会议几点开始？哦，十八呢？十三。你好，我想换一张信用卡。Ừ, đầu tiên chị anh ấy bảo là gì? Đi khảo, bố sẵn ban y trang xin dung khả. Như là khoan nhưng phải ban xin đâu. Xin chào. Ờ, bố sẵn ban. À, khoan. Nghe lại nhé, nghe lại cho nào. Sứ san. Đi khảo, bố sẵn khoan y trang xin dung khả. Ờ, cũng nghe như khoan. Ờ, nhờ, khoan. Khoan, vâng. Khoan y trang xin dung khả. Tôi muốn đổi cái gì? Tôi muốn đổi cái thẻ tín dụng. 办信用卡的话，您得先填一下这张表格。 填什么？ 换信用卡一下。 tạo khoa là nếu đấy, những cái từ tạo khoa bằng cái từ nếu, bằng chủ của. Khoan xin dùng khả tạo khoa ní, để giao để thẻ đi trang biểu cửa thôi là sao? Nếu như muốn đổi thẻ tín dụng thì phiền anh hãy điền vào cái biểu mẫu này. Sau khi mà được thôi, sau khi điền xong thì đưa cho cô hả? Được, điền hảo hậu, xin đến 3号 窗口排队就可以了。Thì chị nói là gì? Bu, điền hảo hậu. Chị. Người ta nói là san hao choang khẩu nhé, các bạn để ý cái từ này này, cái từ này san hao choang khẩu, choang khẩu là hiểu là cái gì? Cửa số 13 hay gì là cái quầy nhá, ở ngân hàng mà hay dịch là quầy 1, quầy 2, quầy 3 cũng được đúng không? Đấy thì gọi là choang khẩu nhá. Ngân hàng người ta sẽ hay có các cái quầy đấy, đấy thì mỗi cái quầy đấy mình sẽ đánh số như vậy, mới gọi là y hao choang khẩu, san hao choang khẩu, được chưa? Vậy là chị này bảo là gì không đúng không? Nếu mà điền xong thì phải làm sao? Anh sẽ phải đến quầy số 3 để gì đấy? Thái tuy, thái tuy là gì? Xếp hạng. Xếp hạng đúng chưa? Rồi, tiếp nhé. Quan yu nán đà, có thể chứ đào sẵn nó. Như vậy là về người đàn ông này đúng không? Phải biết được điều gì? Vậy đâu câu nào là hợp lý nhất ở đây? Đệ. Rồi, giao thèn đẹo. Giao thèn đẹo cửa. Nhá, tiếp. Sứ sư nào? Người bốn ạ. Xin mời một bạn nhé. Kiên. Sứ sư. 这是女儿专门给我们画的。嗯，都定了的。女孩啊，专门呢。嗯。画。就是女儿专门给我们画的，那啥，女儿专门给我们画的。画 thì là vẽ đúng không? Chắc có thể vẽ thì chỉ có thể là tranh thôi. Mình dịch thêm cái danh từ vào. Đây là bức tranh mà con gái tôi làm sao? Ý là đặc biệt đấy, cái từ cho mình đặc biệt. À, đặc biệt là ý là vẽ tặng cho chúng tôi đúng không? Tiếp. 这张画的景色实在太漂亮了。哦，你看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 
你看này, hoa hoa tợ xem chân tợ ý ăn đấy, nghĩa là sao?
xem khoa là gì, khoa là hoa nhé, thế vẽ. Khoa sau này lại là vẽ. Cái khoa đầu tiên là khoa thanh một, là nghĩa là bông hoa ấy ạ. Thế còn cái khoa thứ hai là thanh bốn, là động từ vẽ tranh trong cái từ khoa khoa. Vậy ý là sao? Tức là gì, bạn hãy nhìn xem hoa thì vẽ giống như là gì đấy, giống như thật ấy. Ừ, giống như thật, đúng không? Ừ. Tôi muốn bả ta hoa chỉ lại. À, thì chị này nói là sao? Tôi muốn bả ta gì? Muốn bả ta hoa chỉ lại. Qua, qua chỉ lại, qua là gì? Treo. Vậy chị này nói là tôi muốn treo cái bức tranh này lên đó. Thiên khan tức là sao? Thiên khan. Mỗi ngày ngắm. Hàng ngày sẽ ngắm nó đúng không? Hảo chủ ý. Ừ, thì anh này nói là hảo chủ ý là sao? Ý kiến hay. Ý kiến hay đấy. Chiêu qua tại thư phòng cái tường trên mà. Thì anh ấy nói là gì? Chiêu qua tại gì đấy? Thư phòng, nhé, thư phòng cái tường sang, thư phòng là phòng gì các bạn? Thư phòng. Phòng sách à? Phòng đọc sách. Chiêu phòng sách. Gọi là thư phòng, tọ tường sang, tường là cái gì có biết không? Tường là cái tường. Trên tường. Rồi, treo ở trên tường ở trong phòng đọc sách, được chưa? Đấy thì gọi là tường sang. Rồi. Nam đã xem bả hoa qua tại nào? Như vậy là người đàn ông này muốn treo cái bức tranh này ở đâu đúng không? Vậy nên ở đâu? Đáp án gì đây? B. B chứ đúng không? Sưu phẳng. Yeah. Tiếp nào, sứ ủ ạ. Xin mời bạn nhé. Hiền lớn nào. Đầu tiên chị này bảo là gì? Chúng ta ngồi taxi đi đến sân bay. Hiện tại chính là sang hạ ban thời gian. Thì anh ấy nói là sao? Hiện tại là sa ban thời gian. Sang chính là sa ban thời gian đúng không? Là gì? Bây giờ đang là giờ gì? Đây, giờ tan làm. Lu sang khở tủ ba. Lu sang gì? Lu sang khở tủ là đường sẽ tắc. Tắc đường rất là kinh khủng thôi đúng không? Hay rất là nghiêm trọng thôi. 坐出租车去恐怕时间来不及. Thì anh ấy nói là 坐出租车去恐怕时间来不及. Nếu mà ngồi taxi thì sợ là sẽ không kịp. 那怎么办？坐地铁去. Thì chị này bảo tiếp là 那怎么办? 坐地铁去. Vậy thì làm thế nào? Ngồi tàu điện ngầm thì sao? 坐地铁应该来得及. Thì anh ấy nói là gì? 坐地铁. 坐地铁 应该来得及. À, ngồi tàu điện ngầm thì sẽ kịp. Máy bay thì còn gì? 2 tiếng半小时 là mấy tiếng? 2 tiếng rưỡi nữa thì sẽ cất cánh. Nam đã dự soạn 怎么去机场? Như vậy là người đàn ông này làm sao đây, dự định sẽ đi gì đến sân bay đúng không? Đáp án gì đấy? Đáp án A. Chưa đi thiện đúng không? Rồi, xíu liêu nào, xin mời bạn nhé. Hiền bé nào. Nhi sao mà lắm? Sao mà sự rằng nhi bù cao xinh? Đầu tiên chị này bảo là sao? Nhi chẩm mơ lơ, sao mà sự rằng nhi bù cao xinh? Bạn làm sao thế? Cái việc gì làm cho bạn thấy không vui? 下午的足球比赛我们班输了. Chị này nói là gì? 下午的球比赛 mất su lơ thôi. Nghĩa là gì đấy? Cái trận đấu bóng đá, trận đấu bị thua. Nhớ cái trận đấu. Trận đấu tôi đã bị thua rồi đúng không? 比赛总是有输有赢，下次再努力. Thì chị này khuyên là sao? Bị sai, yếu su yếu ính. Đúng không? 下次再努力 là sao? Trận đấu thì có lúc thắng lúc thua, để lần sau thì cố gắng. Thì anh ấy nói là gì? Cha ý cơ chiếu nhá. Cha có nghĩa là gì? Trong cái từ mà kém ấy, giờ kém ấy, cha có nghĩa là kém một chút nữa hay là suýt một chút nữa. Ý cơ chiếu là một quả bóng đúng không? Ý là chỉ còn thiếu đúng một quả bóng nữa thôi là sao? Ý là có thể thắng được rồi đấy, được chưa? Như vậy anh này tại sao không vui đúng không? Đáp án gì? C ạ. C được chưa? Sa su lâm. 17 nào, Hoài Anh. 17. 你的包里没有.
是不是忘办公室了? Anh ấy bảo là gì đấy? Ủa đấy à? Ờ, thế bạn khác nhá. Hiền Anh nào? Không nghe thấy à? Dạ. Ờ. Nghe lại vậy nhá. 不是忘办公室哦，是你的包里没有，是不是忘办公室了？ Đầu tiên anh ấy hỏi là gì? 你的包里没有，是不是忘忘 cái gì để sư rồi? Quang ban công sư luôn, quang ban công sư. Trong cái trong túi của bạn thì không có. Có phải là đã để quên ở văn phòng không? Không phải, chị ấy nói là gì? Không phải đúng không? Vừa nãy là gì? Vừa nãy là tôi mở cửa. Ừ, tôi mở cửa đúng không? Na ni dao di a? Ni zai zi xi zhao zhao. Thì anh ấy nói là gì ạ? Na ni. Na ni dao li. Phang nả lơ đúng không? Ni zai zi xi zhao zhao là sao? Là bạn tìm kỹ lại đi. Nhá. 我去门口看看是不是掉那儿了。嗯，这里写的哪里？我去的。我去门口看门是不是掉那了？啊，掉那了。我去门口看看是不是掉那了的？ 这里得，tôi đi đến ra cổng xem đúng không？Có phải là liệu đánh rơi ở đấy rồi không？他们最可能在找什么？啊，因为考官好像nhất là đang tìm cái gì đấy ạ？钥匙。好。 Ở đây có nhắc gì đến giáo sư đâu em. Thế thì bao. Phải hả? Chứ đúng không? Nó sẽ bao nhá, được chưa? Rồi, hôm nay tạm thời chúng ta học đến đây chúng cô đã nhá. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp đi. Rồi, ok, che chen. Che chen.